hoa thắm sương bay sắc hồng tươi thắm, hoa thắm hương thơm bướm ông là lời tình yêu đôi ta mãi mãi. Người ơi nghe em nói nghe, ta trọn đời mãi mãi gần nhau. Người tan trộm bắt được quá tan rồi nha. Nhà ngươi là ai? Là cái nô lệ suốt đời của em đây. Anh Thái. Em nè, mấy ngày nay ở nhà có nhớ anh không? Hỏi chị lạ gì nè, nhớ sao không nhớ, nhớ muốn chết luôn á. Nhớ thiệt không đó? Ừ. Nè à, em có biết không, mấy ngày nay anh về thưa với mẹ, thưa với mẹ cái chuyện của hai đứa mình đó. Anh về thưa với mẹ. Ừ. Rồi mẹ nói sao? Thì mẹ nói. Mẹ nói sao vậy? Mẹ bằng lòng. Mẹ đã bằng lòng. Mẹ đã bằng lòng mừng ghê vậy đó. Với lại mẹ có gửi cho anh, đem quà đến tặng cho em. Mẹ có gửi quà nữa hả? Ừ. Quà chi đây? Nhắm mắt lại anh sẽ được. Nhắm mắt lại nữa. Nhắm còn mở còn. Không được, được ăn gian. Nhắm lại khi nào anh đếm tới 3 thì em mới được mở mắt ra. Rồi em nhắm liền. Nhắm ha. Mắt lại. Đưa tay đây. 1 3. Chưa. 1 2 3. Wow, chiếc nhẫn hột xoàn. Đẹp quá hả? Nè. Ừ? Đặc biệt mẹ dành riêng tặng cho em đó. Dễ thương quá hả? Nhưng mà thôi, anh thích đi. Ủa sao vậy? Em muốn chính tay của mẹ đeo cho em trong ngày đám cưới á. Em nè. Em cứ cất nó đi. Mẹ có rất nhiều hột xoàn. Ừ. Không chừng mai mốt mẹ sẽ tặng cho em thêm 3-4 chiếc nữa đó. Đẹp quá hả? Thật ơi. Hả? Tại sao? Tại sao bên trong chiếc nhẫn lại có chữ hạt? Cái đó là dấu hiệu của kim hoàng. Tiệm vàng nào cũng có ký hiệu riêng hết em à. Vậy hả anh? Ừ. Trời ơi, sao mình lo quá. Cả tuần nay mẹ đi Vũng Tàu cũng chưa về nữa. Em nói cái gì Vũng Tàu vậy? Anh à, mẹ đi Vũng Tàu cả tuần nay cũng chưa có về. Anh sao vậy? Không. Ngày hôm qua anh mới đi Vũng Tàu, tự nhiên cái em nói tới Vũng Tàu, anh nhớ tới biển cái anh muốn say sẩm mặt mày chứ không có gì đâu em à. Trời ơi, chết giận. Mẹ. Thủy Tiên à, em làm sao vậy? Em có sao không? Dạ em không có sao. Chắc tại bệnh cũ đó mà. Dạ không sao. Để anh đi lấy thuốc cho em nha. Dạ. Mà nè anh. Hả? Nhà của em anh biết thuốc để đâu mà lấy. Thôi để em vô em lấy cho. Anh cứ lo cột lại chiếc giày của anh đi ha. Dạ con. Dạ được rồi. Để em vô em ra liền nha. Anh chờ em chút xíu nha. Được dạ đó. Chút xíu à. Dạ. Em cô đến đây làm gì vậy? Tôi đã nói có bao nhiêu lần rồi, không được xen vào chuyện của tôi. Cũng giống như cô, cô đã ngã vào vòng tay biết bao nhiêu người đàn ông mà tôi có để ý tới đâu. Nè Lãng Hoàng à, tôi giết chết cô rồi biết chưa? Tôi biết. Nhưng khốn kiếp thay, trong tình yêu tôi chỉ yêu anh và không thể nào bỏ mặc để anh ung dung cùng kẻ khác tình chung. Nè, và nếu như tôi giết cô thì cô cũng đừng nên ân hận vì cô đã dám xen vào chuyện đời tư Thái Salem. Anh Thái à, anh chỉ là một con mồi và tôi là thợ săn. Anh chỉ cần dựa vào vai tôi và trời đã giúp tôi khi anh cướp nhầm mẹ vợ, hai dân hoành khăn tan khi tình hận dở dang. Cô nói cái gì vậy hả? Mẹ vợ gì ở đây?
Thật tình là hôm nay tôi đến không phải gặp anh. Người tôi muốn gặp là Thủy Tiên. Thủy Tiên. Chị ơi, chị tới đây tìm em có chuyện gì không vậy? Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên phải thật bình tĩnh đi nghe tôi nói nha. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Mẹ của Thủy Tiên. Mẹ em? Mẹ em làm sao? Mẹ của Thủy Tiên bị người ta chặt tay, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy á. Mẹ em đang bị cấp cứu. Mẹ. Thủy Tiên. Được đây, cô làm gì vậy? Chiếc nhẫn hộp xoàn Thái Sa đem về tặng cho Thủy Tiên. Cô làm gì vậy? Thấy không? Hả? Ai? Ai đã chặt tay bà Lệ Hằng ở ngoài Vũng Tàu để cướp đi chiếc nhẫn hộp xoàn? Tiên hả? Bộ ai đi Vũng Tàu rồi cũng làm ăn cướp hay sao? Vết dao rất là ngọt, mà loại dao của Mỹ rất bén. Loại dao chỉ có tôi, anh và những người trong nhóm Phượng Hoàng mới có. Và chỉ có anh mới có hành động xúc quỷ nhập thần như vậy mà thôi. Tiên. Anh. Ủa, làm gì xua đuổi người ta dữ giờ? Hả? Biến. Biến. Thì biến. Nè, tôi chỉ nhận. Mai Chi. Trời ơi. Thủy Tiên à, anh nói em nghe nè. Anh đừng đi đó. Đừng nghe những gì Mai Chi anh nói. Anh đừng tôi. Không. Nghe anh nói nè. Anh đừng im đó đi. Thật tôi không ngờ, không ngờ anh đúng tin tôi cướp giết người. Mẹ ơi, mẹ ơi, con phạm tội tày trời. Ông đừng đóng kịch nữa. Chiếc nhẫn này là bằng chứng. Ông đừng mong chối tội nữa. Không, Thủy Tiên à. Ông hãy nghe cho kỹ đây. Tình yêu giữa tôi và ông chờ yêu thương được thay thế bằng hai tiếng hận thù. Từ bây giờ về sau, đừng gặp gỡ trong đời. Thủy Tiên, người đàn bà bị mất một bàn tay chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con thú hay con người? Lấy bàn tay của người nuôi dưỡng tình yêu. Tiên ơi, em dằn cơn bâng loạn, anh vẫn là anh vẫn dương chất hiền lương. Nghe lời ai em cứ tội nặng lời. Thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta ám hại, anh sẽ tìm ra vạch mặt kẻ đồ. Anh xin em chớ quá lạnh lùng, mà tội nghiệp cho anh. Thì càng lộ rõ chân tướng của một kẻ chứng minh. Một con người sống chết thì đừng ngóng mới. Đừng nói chi tiêm những lời đường mật để tiếp tục rủ tôi vào cơn đam mê điên loạn. Còn tôi đếm bước đau thương mà nghe chiếu nặng thương sâu. Tôi đã tôi có đủ sức mạnh, tôi giết anh để rửa hận. Mẹ tôi biết tất liền tội lỗi ấy vô tôi. Một kẻ ác độc, một kẻ chưa mưu. Thái ơi, em đã dùi chung tình ta vào trong quyền lành. Mặt đất cuộn quay, bầu trời nghiêng đổ. Ta như cây sức hùng hồn
Duyên à, thật tình đó là anh không hiểu gì hết. Em à, anh yêu em, mà lẽ nào anh lại chặt tay của mẹ em sao? Tiên ơi, em hãy nghe anh nói nè Tiên à. Ôm mới còn gì nữa đâu, mong duyên trò bị thương đau khổ khi ở trong tôi mối tình trong trắng. Lòng vẫn còn yêu sao mong giờ tan nước bằng về sống cướp mất của tôi. Những gì mở tường đôi ngã chỉ làm đau nhói trong lòng, đành xa nhau xa mấy anh ơi cho đến muôn đời. Và lần gặp gỡ hôm nay cũng là lần gặp gỡ sau cùng. Từ hôm nay kể như tôi không đã chết, hố thẳm quãng đường đã ngăn cách nửa tình kiên. Mẹ ơi xin mẹ hiền tha tôi mất hiếu cho con, con xin chừa kiếp này con lội đau để trẻ không mắng đêm dài quanh quẻ. Tôi sẽ về chiều cũ đậm mơ nhớ. Em à, em hãy nghe anh giải thích đi. Ông đừng nói gì nữa hết, tôi không muốn nghe nữa. Ông hãy nghe cho kỹ đây. Kể từ bây giờ cho đến hết cuộc đời này, đừng bao giờ ông cho tôi thấy mặt ông một lần nào nữa hết. Không, Thủy Tiên à. Em biết không? Thủy Tiên. Đau khổ quá bỏ chạy hết trơn rồi thưa quý vị. Rồi xin mời quay trở lại Thủy Tiên, Thái Salem và Mai Chi. Dạ thưa quý vị, đó chính là thí sinh Hàn Ni với phần trợ diễn của nghệ sĩ Điền Trung và Lê Thanh Thảo. Em với lại ông xã mình là Điền Trung nè ha. Rồi hai người mình là bên ngoài mình đã từng diễn chung với Hàn Ni bao giờ chưa? Dạ thưa, lần đầu tiên em được trợ diễn cho Hàn Ni, lần đầu tiên ạ. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Vậy mà khi được Hàn Ni mời nhận lời liền lập tức là vì yêu thích giọng ca này hay là vì yêu thích chương trình? Dạ em có nghe chương trình Nghệ sĩ thần tượng, em cũng có nghe là tại vì em thấy tất cả các anh chị tham gia đều là ca giống nghệ sĩ các cô chú đã từng đi trước. Em thấy là rất là thích, và qua đó là em thấy bạn Hằng đi ca rất là giống cô Phượng Hằng. Dạ cái làn hơi và cái giọng hơi dài rất là hay. Cảm ơn Điền Trung và cảm ơn Lê Thanh Thảo. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thí sinh Hàn Ni của chúng ta. Xin mời ý kiến từ ban giám khảo. Em mời chị Thoại Mỹ ạ. Chị Mỹ khen Hàn Ni rồi, nói đầu tiên á là bữa nay Hàn Ni rất đẹp nha. Dạ. Vẫn giữ được phong độ và vóc dáng nhân vật thì thấy giống chị Phượng Hằng lắm. Dạ. Nhưng mà chị Mỹ rất tiếc á là bữa nay á Hàn Ni á là mình sai lỗi chính tả nhiều quá. Mà cái lỗi chính tả này á là không phải chị Mỹ nhắc, mà anh Long và chị Hằng đã nhiều lần nhắc Hàn Ni rồi, nhưng mà em chưa có khắc phục được. Chị Mỹ nói những cái lỗi này để nếu em có được vào vòng trong thì hãy cố gắng chỉnh lại cái lỗi chính tả nè, và khi ca để cho giống chị Phượng Hằng, ráng thả ra, đừng có gồng quá và nuốt cái chữ quá thì nó sẽ bớt giống chị Phượng Hằng nha. Dạ cảm ơn giám khảo Thờ Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị chào Hàn Ni. Dạ em chào chị. Thì hôm nay chị nhìn thấy em nè, chị nhìn thấy nè, cái tóc dài em cũng là giống như chị Phượng Hằng nè. Cái kẹp cũng giống nha. Cái kẹp đó là tôi thấy bắt gặp Phượng Hằng cũng thường xài lắm luôn đó. Rồi cái phần thoại của em, phần thoại cũng giống, cũng tốt lắm. Dạ, xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tư Long. Hôm nay tôi thấy là Hàn Ni làm rất tốt. Em làm một cái vai diễn mà anh nhớ lại chị Phượng Hằng. Và em hôm nay em cũng đã thành công trong cái vai thần tượng của mình, đó là chị Phượng Hằng. Dạ, em cảm ơn ba chị ạ. Như chúng ta thấy rằng là ba vị giám khảo thì mỗi người có một cái cảm nhận riêng trong cái phần trình diễn vừa rồi. Nhưng dù cho như thế nào đi chăng nữa thì những cái lời góp ý đó vẫn sẽ là những cái điều rất là cần thiết, rất là tốt cho chúng ta trên cái quá trình mà chúng ta tham gia cuộc thi này nói riêng, và sau này sẽ còn là một cái hành trình dài hơn khi chúng ta làm nghề nữa ha. Chúc cho Hàn Ni sẽ luôn luôn có những thành công của mình, không phải chỉ riêng trong cuộc thi này mà còn ở cái hành trình sắp tới mà khi bạn làm nghề một cách chuyên nghiệp nha. Cảm ơn Hàn Ni rất là nhiều. Và cảm ơn bạn giám khảo. Hãy
trời thương người chốn xa sương ướt dài nền. Em ở nơi đây ru nồng mặn môi ngày vui pháo vàng đêm du vi riêng lòng mình buồn đau. Là ai? Thưa bà, tôi là kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương Hàn nổi gió tuyết trở về đây. Để làm chi? Để chúc mừng bà đêm hôn lễ, để đi tìm một vài kỷ niệm thoáng qua mau. Ông nói gì? Tôi không hiểu. Tôi muốn kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đăng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ em cùng, thì mời hay cô gái giờ đã sang. Đừng nói làm tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Dạ dân, bà ơi tôi sẽ ra đi để tiễn đưa mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi có chiều nào dừng chân nơi quán lạ thì xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi đã ra đi là tôi chắc chắn cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như loài chim buồn lạc lõng giữa cánh sương. Bà ơi nếu có một phút giây một kẻ đã cùng bà thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm già nhỏ cho nhau dài dọn lệ ban đầu. Ông là ai mà nói những lời nghẹn ngào nức nở, nhắc chuyện ban đầu của hai đứa yêu nhau? Phải chăng ông là kẻ đã ra đi và để lại sau lưng niềm trong lòng? Bà ơi, chỉ như tôi với bà đã cùng thề non em biển, giấc mơ xưa đã không còn gì nữa. Khi gia đủ tân hôn đang nồng nực phía loan phòng, bà đã hưởng một cuộc đời vàng son qua mộng, có lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vui vàng thành, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dặm trời xa không bỡ ngỡ mộng sầm hồ. Cố tình dịch chuyển xa em để cho bà bình yên lên kiểu cưới. Không, đó là quyết định của sư mẫu em, thì làm sao em cãi lời người cho được. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng đã là vợ của người ta, còn tôi là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếc thương cũng đành xa giữa cánh sương, thì thôi đường bà
dừng chân bên biệt đồi có lạ để lắng nghe tiếng chim hót ra kêu sầu. Đó là lúc ba đã bình yên bên cuộc sống, bên chồng và bên những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, bụi sông hồ sẽ vui lắm chân qua. Tâm cơ ngăn cách này ngàn thu dương sầu, mai này vẫn xa thương nhớ không nhờ. Thương kẻ đi xa lòng nặng mang bao niềm đau, có nghe trong tâm tư xót xa. Chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Máu nhuộm sân chùa với thí sinh Nguyễn Quang khi hóa thân thành nghệ sĩ Minh Cảnh với vai diễn Trần Tự Tâm, và người phụ diễn cho Quang trong tiết mục này đó chính là nghệ sĩ Kim Luận. Yeah. Luận cảm thấy khi mình diễn tiết mục này cùng với Quang, khi anh ấy hóa thân thành nghệ sĩ Minh Cảnh thì như thế nào ạ? Dạ, Kim Luận rất là mến mộ giọng hát này, khó có người mà có thể hát được như vậy. Cho nên là khi mà em nhận em phụ diễn thì Kim Luận cũng rất là hồi hộp, chỉ mong cho cái phần thi của anh tròn vẹn và tốt đẹp hơn. Cảm ơn Luận rất là nhiều nha. Một tràng pháo tay dành cho Kim Luận với phần trợ diễn vừa rồi. Cảm ơn em. Hôm nay khi mình diễn một cái vai diễn của người thần tượng, rồi người thầy của mình nữa, vừa ca vừa diễn mình kết hợp cùng với nhau như vậy, thì có cảm thấy khó khăn chút nào không Quang? Dạ cũng không khó mấy anh. Nhưng mà đợi hơi lâu nên cái hơi nó giảm sút. Nó không được như ý muốn. Dạ. Chưa đúng như cái phong độ mà mình mong muốn phải không? Vậy thì bây giờ mình nghe ý kiến từ các vị giám khảo nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Em vẫn còn giữ cái phong độ, vẫn còn giữ cái giọng ca của em, thể hiện theo nghệ sĩ em đã thần tượng. Nhưng mà cái người nghệ sĩ em thần tượng này phải nói rất là khó. Rất là khó để mà ca giống, rất khó về vấn đề xử lý nhịp. Em đã làm tròn như thế thì chị cũng rất cảm kích tinh thần của em rất là nhiều. Mong rằng là em sẽ có sức khỏe nhiều hơn nữa, phải mạnh hơn nữa để cho nó càng giống coi như là nhiều hơn nữa. Chị chúc mừng em nha. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Kim Tử Long. Tôi chỉ biết vỗ tay thôi. Những gì mà lần trước Long góp ý với Nguyễn Quang á, thì hôm nay Nguyễn Quang làm tốt hơn rất nhiều. Bắt đầu bước từ ở trong sân khấu bước ra là tôi thấy dáng dấp của anh Minh Cảnh của tôi cũng đi với cái điệu kênh kênh, điệu dảnh dảnh đó. Ưỡn ưỡn cái bụng. Ưỡn ưỡn đó. Nó làm cho tôi nhớ lại những cái giai đoạn anh Minh Cảnh khoảng năm 90 anh quay lại với cái vở này cùng với chị Lệ Thủy. Dù rằng là tuổi anh đã lớn rồi, nhưng mà khi anh vào phòng thu, anh hát, trời ơi, những cái người kỹ thuật ngồi nghe đã có lỗ tai khi mà ảnh cất lên cái Bà ơi tôi sẽ ra đi. Mặc dù rằng bây giờ ảnh ở nước ngoài, ảnh lớn tuổi rồi, nhưng cái bài này nó đã đi vào huyền thoại của tên Minh Cảnh. Và hôm nay là Nguyễn Quang làm cho tôi cảm thấy rất 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 hãnh diện khi thấy là ở thời kỳ 4.0, thời kỳ kỹ thuật hiện đại, ca nhạc rap rock quá nhiều cái để cho người ta chọn lựa. Nhưng Nguyễn Quang lại chọn đi vào cái con đường đi theo thần tượng của mình, đó là Minh Cảnh. Và ngày hôm nay với cái chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này, Nguyễn Quang đã làm được điều đó. Và Long hy vọng rằng nếu bước vào vòng trong nữa thì với cái phong thái này, với cái giọng hát đỉnh đạt này, nó sẽ là một cái bước để Nguyễn Quang lên đài danh vọng. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Công nhận là bữa nay giống thiệt luôn đó. Ngoài cái giọng hát em đã giống rồi, mà hôm nay em thể hiện từ cái tóc, từ cái bộ đồ, cái màu cũng giống luôn, là chị Mỹ phải nói là thán phục em về cái lòng mến mộ anh Hai Minh Cảnh. Trong cái tiết mục này em đã làm thỏa lòng mọi người, xem rất là đã, rất là hấp dẫn. Chị mong rằng em giữ vững phong độ này và hơn thế nữa để mình tự tin đi sâu vào vòng trong ha. Cưng ha.
Dạ. Okay, chúc mừng em. Cảm ơn các vị giám khảo. Và như vậy là chúng ta đã nhận được rất là nhiều lời khen từ giám khảo bởi cái sự chỉnh chu, bởi cái sự mà tỉ mỉ trong cái vai diễn này của mình. Và chúc cho Nguyễn Quang nếu như là vào vòng trong nữa thì mình sẽ càng hay hơn nữa, cần tỏa sáng hơn nữa Quang nha. Xin chào Quang. Chót trao nhau trọn đời, để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về. Và có biết đêm nào ta hẹn hò, để tâm ta những đêm buồn không. Đêm xuống từ lâu em vẫn đi đâu giữa lòng phố nhỏ, đôi mắt thâm sâu như dương sầu trong nắng gió, để kiếp bèo mây thêm nặng số ba. Trọ đêm này chỉ có một mình tôi, hãy vào đây mình tâm sự đôi lời, bằng tiếng ca buồn heo hắt giữa dành môi. Chỉ một đêm thôi, rồi mai này đôi ngả. Bây giờ cũng dày dặn nắng mưa, tôi cũng xong kiếp giang hồ phiêu lạc. Đời người con gái đã không tròn tuổi mộng, thì có còn gì trao gửi bản thân chung. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì yêu góp nhặt ân tình này, gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin đi kỷ niệm một
đêm thôi. Tiếng chuông đổ ngân nga là giờ phút biệt ly mình còn gì nói nữa. Em xin góp lại mớ tóc phong sơn trên đôi bờ vai nhỏ và từ anh không hẹn buổi em đi về đâu trong sương khói lạnh lùng. Một cánh chim giang hồ phiêu mà bốn phương trời còn biết về đâu. Đời ngày nào há có bình yên, mình sẽ gặp lại nhau một chiều nơi bên chân. Tay cấp hành trang giữa cánh đồng quang dân. Bên nước năm xưa vẫn còn những ngày qua mộng như còn đang trong ngóng em về. Bóng nhỏ đường đêm lòng tha thiết qua gió lạnh lên rồi cạnh nắng ngồi. Em đi sương ướt dài mềm chuông chiều trong thoáng đường. Dạ, thưa ban giám khảo, sau phần thi song ca vừa rồi của Phước Quang và Ngọc Yến thì các anh chị trong ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Xin mời chị Thanh Hằng. Nói đến cái bài song ca Tân Cổ Giao Duyên Nửa Đêm Ngoài Phố này thì lại bước vào một bước nữa là Quang lại có một cái chất giọng cũng vẫn giữ vững, là coi như là cũng giống anh Năm Minh Phụng rất là nhiều luôn, cũng rất là giống. Nhưng có sợ là cái chuyện là hơi khớp, cái đó là cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Tại vì Quang đâu phải là một người nghệ sĩ đứng thường xuyên trên sân khấu đâu. Cảm ơn cô Thạch Hằng. Em cứ yên tâm đó đi, không sao đâu. Ráng cố gắng bình tĩnh hơn nữa. Hy vọng rằng là Quang sẽ được vào trong nữa để Quang sẽ thể hiện thêm những cái trích đoạn. Chị rất chờ mong để nghe một cái giọng ca vàng, gọi là giọng ca vàng của chú Năm Minh Phụng nha. Cảm ơn Quang. Ngọc Yến, năm nay con mới có 16 tuổi thôi, con chưa thoát ra được hết, mặc dù là con rất rất là thần tượng cô Phượng Hằng, đúng không? Con rất là thần tượng cô Phượng Hằng, nhưng mà có những cái kinh nghiệm và trải nghiệm cho trong cái những cái ưu điểm của cô Phượng Hằng con chưa có nắm vững vàng mấy. Phượng Hằng khi mà tống cái hơi lên để mà ca vào câu giọng cổ đó, Phượng Hằng lấy cái lực thôi thôi ông ơi đó, coi như có những cái chữ mà Hằng coi như là Hằng chạy chữ có, rồi gịch trở lại ngân lại, rồi luyến lên rồi đều lái xuống đó. Đó cho nên Hằng có rất nhiều cái kỹ thuật rất là đặc biệt lắm. Dạ, mà để có được cái kỹ thuật mà luyến lấy mà đẩy lên xong rồi lèo lái xuống giống như chị nói thì phải là một cái làn hơi rất là khỏe đúng không ạ? Khỏe mà lại có một cái sự là rèn luyện, một cái sự rèn luyện để lấy hơi và giữ hơi, con phải ráng cố gắng nhiều thật nhiều nữa. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Chào hai bạn. Quang ơi, chị Mỹ hỏi Quang nè, nếu mà bình thường đó mà em đừng có ca giống thần tượng của em á, em ca khác hay là lúc nào em cũng ca giống thần tượng của em? Dạ chắc ca là giống. Hễ mà ca là giống mà phải không?
là gì quá thần tượng luôn. Và cái cách ca của em là nó cũng giống vậy phải không? À, cho nên là trong cái bài Tân Cổ Giao Duyên này, tuy không phải là cái bài để đời của chú Nam Minh Phụng, nhưng mà cái cách ca của em á, em xử lý, em lấy những cái của chú Nam Minh Phụng em xử lý cho cái bài hát của em. Cho nên là chị Mỹ thấy rõ là em thần tượng chú Minh Phụng. Và trong cái cách em ca nhạc cũng giống nữa, chứ không phải là ca giọng cổ không. Cho nên là chị Mỹ chúc mừng Quang và giữ cái phong độ này nha. Cảm ơn. Còn riêng bé Yến, Yến ca rất hay, rất ngọt, giọng tốt lắm. Nhưng chị Mỹ thấy em hóa thân chị Phượng Hằng chưa được ha. Có cái câu 2 mà dứt câu 2 á, thì cái ngân thì em, chị Mỹ mới phát hiện em giống chị Phượng Hằng cái ngân đó thôi. Cố gắng, chị Mỹ mong chờ ở vòng sau em có thể ca đơn một mình em, thì có thể em lấy cái bài nào mà nặng ký cũng như là cái bài để đời của chị Phượng Hằng để em ca, để em bật ở cái vòng sau, để cho ban giám khảo và quý vị khán giả thấy em hóa thân chị Phượng Hằng giống nhiều hơn nha. Dạ. Cố gắng nha cưng nha. Em thấy chị Phượng Hằng á, thường là cái cách ca của chị tống hơi, chị bắn ra rất là mạnh, và từng chữ của chị nó rất là sắc. Sắc bén từng lắm. Từng chữ một nó tròn trịa và nó rất là sắc, nó rất là mạnh luôn. Mặc dù là cái kỹ thuật chỉ ở cái hàng thượng thừa rồi, cho nên là mặc dù là tống cái hơi ra mạnh, nhưng mà cái chữ chị phát ra nó vẫn mềm mại, nó vẫn ngọt ngào. Trời, chị Phương Hằng á, trời cho chị có cái giọng ca đẹp rồi. Cái sức khỏe của chị tốt nữa, cái lực của chị tốt lắm. Mà đặc biệt á, theo Mỹ biết, Mỹ hỏi chị Phượng Hằng và chị Mỹ, chị Phượng Hằng không giữ hơi ở bụng, mà chị Phượng Hằng giữ hơi ở ngực. À. Chị giữ hơi ở lồng ngực của chị. Dạ. Đó, đó là cái riêng của chị. Dạ, nếu như vậy thì bây giờ thử bé Yến hát lại một câu đi. Hát lại một câu mà mình giữ hơi ở ngực và mình phát cái hơi ra nó mạnh hơn, cái chữ nó sắc hơn, để xem coi như thế nào nha. Tiếng chuông đổ ngân nga là giờ phút biệt ly, mình còn gì nữa. Đó, giọng đó. Này, em hơi giống nhiều hơn hồi nãy nè. Nhưng bây giờ em vô câu em cổ này, chị thấy có. Tuy không có nhiều nhưng mà chị thấy có. Dạ. Nha, cố gắng nha cưng, giữ cái này rồi mình học tiếp. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Đối với tôi không có phân tích mà nhiều. Dạ. Tôi chỉ nói là anh Quang, anh ca giống Minh Phụng lắm. Cảm ơn. Những cái dấu sắc đó, những cái ếm hơi đó, đó đưa lên mũi. Mà ta thường nói là giọng của Minh Phụng là giọng kim pha kẽm đó, nghe kẽm không? Kẽm là nghe nó bén, nó sắc, the thé đó. Kim mà còn kẽm nữa. Đó. Kim là vàng thôi, vàng thôi. Nhưng mà vàng mà pha kẽm là nó gõ gì nó nghe nó the thé. Nhưng mà cái the thé đó là một cái đặc trưng riêng của anh Minh Phụng. The thé nhưng mà nó rất là ngọt ngào, chứ không phải là the thé như cái thùng thiết. Anh Minh Phụng anh có cái đó mà không ai bắt chước anh được hết. Còn Phượng Hằng, tại sao con không có ca giống Phượng Hằng, con biết không? Dạ không, con chú góp ý cho con. Tại vì Phượng Hằng á, chị Phượng Hằng là giọng mũi, và chị có một cái giả thanh rất hay. Cái giả thanh của chị khi mà chị đưa hơi gió lên là không có bao giờ mà tụt hết. Cái giả thanh của chị nó gần giống như là một cái tiếng chuông vậy đó. Mặc dù là người ta giả thanh là hơi người ta mỏng lắm, chị Phượng Hằng cái giả thanh của chị rất là mạnh luôn. Chỉ lợi thế được cái điều đó. Còn con không có cái giả thành đó. Nhưng con lại thần tượng chị Phượng Hằng quá đi. Cho nên là con mới đi thi là nghệ sĩ thần tượng. Cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Thì vừa rồi chúng ta đã nghe các vị giám khảo phân tích và góp ý để mình có thể mình hoàn thiện hơn. Và thưa quý vị, ở phần thi tiếp theo sẽ là phần thi song ca giữa anh Dương và Hoàng Nhân. Hai bạn sẽ chọn hai trích đoạn trong hai vở tuồng với những cái vai diễn nổi tiếng của hai người nghệ sĩ thần tượng mà các bạn đã lựa chọn, đó là nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Với nghệ sĩ Minh Vương thì có rất là nhiều những cái vai diễn nổi tiếng đóng dấu tên tuổi của nghệ sĩ Minh Vương, nhưng mà trong số những vai diễn đó thì riêng bản thân Đại Nghĩa nha cũng rất thích cái vai diễn Tần Lĩnh Sơn trong cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang của soạn giả Yên Lan. Và nghĩ nhớ là khi còn nhỏ xíu như thầy nôi đã nghe cái vở Đêm Lạnh Chùa Hoang với giọng ca của chú Minh Vương,
thương với cô Lệ Thủy và nghe và thuộc đến tận bây giờ. Và đó là một trong những vai diễn mà khán giả cực kỳ yêu mến từ nghệ sĩ Minh Vương. Còn với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ cũng như thế, cũng có rất là nhiều những cái vai diễn ấn tượng. Và trong số đó có vai Thủy Cúc của vở Đường Gươm Nguyên Bá của soạn giả Hoa Phượng. Và ngay bây giờ, hai thí sinh của chúng ta đó là anh Dương cùng với Hoàng Nhân sẽ thể hiện lại hình tượng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Minh Vương trong hai trích đoạn này. Mời quý vị cùng theo dõi. Này, Lễ Tương Lai hát hả bà? Trời ơi, nó hát hay lắm ông ơi. Nó hát mà được về bắt hai chỉ vàng cho nó chấm độ hát. Cố gắng nha con, cố gắng dạ. Nha. Dạ, con cố gắng công diễn thật là tốt nha. Anh Phước ơi, anh Phước ơi. Trời ơi, vụ gì? Bình tĩnh. Anh Phước ơi, anh cứu giùm em đợt này nè, chỉ có anh mới cứu em thôi. Cứu sao? Nói. Trời ơi, anh à, anh sợ đi, anh sợ đi. Chà, ủa sao nay mặc gì mà lạ vậy? Em nói anh nghe. Nói. Em ao ước lâu lắm rồi. Em được diễn vai Lưu Bình. Lưu Bình? Đúng rồi. Mày được diễn vai Lưu Bình? Đúng rồi. Chúc mừng mày. Mì xạo. Mày nghĩ sao à? Kép tránh có đó rồi. Mày đóng Lưu Bình. Nói chuyện. Em kể cho anh nghe. Cái ông kép tránh của đoàn mình á, tới giờ diễn rồi mà bị kẹt phà ở bên bển kìa. Không có qua kịp đâu. Cái bà trưởng đoàn á, bà cho em diễn vai Lưu Bình đêm nay nè. Chị mừng, nói gì nữa? Sao nhờ cứu giúp gì đây? Mà anh ơi, em không có biết hát. Hả? Anh biết hát. Rồi sao? Anh giúp em nha. Giúp làm sao? Bây giờ á, anh ở bên trong, anh đánh đàn. Anh hát. Em ở ngoài, em nhếch miệng. Nha. Giỡn mặt hả? Giúp em đợt này đi anh Phước ơi, anh làm giúp Phước cái gì? Tôi nói em nghe nè. Hát nhép á, đứng lên sân khấu mà hát nhép là không có tôn trọng khán giả. Làm gì? Nặng lắm à. Thôi, bây giờ ráng giúp em lần này thôi. Một lần này, một lần đầu cũng như lần cuối thôi. Nhanh. Hát đi, sao lâu quá đó. Vậy trời. Hát đi. Hát đi. Khán giả tới rồi kìa anh ơi. Trời lâu quá. Mày phóng lên sân khấu đi. Phóng lên nha. Phóng lên sân khấu. Mà Ban nhạc nổi lên. Dương Lê. Tính lại để khơi nguồn thành giọt máu chảy tuần hoàn khắp huyết quản châu thân, làm cho đen ngọn tóc đỏ đầu chân, làm cho hơi thở điều hòa chân tay cơ đồng, cho óc biết nghĩ suy, cho tim biết rung động, để nuôi sống từ tâm thân cho đến linh. Ta có thể xem mình chiếu rất kỹ như là ngữ hàng, ta có thể ăn từ củ chuối để làm bữa cơm đạm bạc như những ngày thiếu áo thiếu cơm, ta có thể uống nước áo tù mà ngỡ rằng rượu đào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái miệng nó không dính lại nhau vào đó. Bà còn xa bà không thấy bà ơi. Ôi tình bằng hữu, một bát cơm thiêu, một dĩa cà muối mặn. Được thay đổi kinh bạc hữu vàng, ta bỗng tiếp dẫn quãng đời dĩ dàng. Khi hai ta còn là hai người hàng xí, cùng áo đưa dưới một mái tháo đường. Có lẽ bạc vàng mỗi quyền thước cao sang làm tội cuốn sự vũ vàng. Làm ác vợ nghĩa tri âm tri kỷ, tìm quý con này giàu dọn bằng mâm vàng chén ngọc mỹ vị cao lương. Xanh cũng tông bằng một độ cao heo, một củ cô thâm thì giữ lễ ơi ta trang lắm rồi chữ chi kỳ. Câu bần tiện như dao mà cả giống, và hai tâm bản vàng bằng hữu môn lễ nghĩa đường. Các hào lớp xứng giả tạo để mã vàng tình bằng hữu tâm giao. Dương lễ ơi, lần đầu tiên người bạn nghèo thật chí ra nước mắt tựa mưa dầm. Không phải gì đôi lần, mặc dù ta đôi lần mà để khóc, ta khóc cho tình bằng hữu đang bị xây mồ phải cống bằng hữu môn. Trước cửa dính lễ nghĩa đường, mối tình này sẽ cho ta thành tình mạnh dùng như bác cô. Mày đập cái chén đó đi. Cái chén hả? Trời ơi, cái chén mày cầm trên tay đó mày đập đi. Cái chén đập uổng quá, để về nhà ăn. Trời ơi, đập chùm cái đi. Đập hả? Đập chén. Đập. Bạn hữu môn lễ nghĩa đường, ta trời ơi, nó nãy giờ nó nhét miệng không à, cái cười ca là ông Đờn á. Trời ơi, tôi chết rồi. Ôi, ông Đờn anh Phước có gì cái gì? Thôi, tao phát hiện em để gì? Trời ơi, anh Phước, thôi giờ anh Phước ở lại đây nha. Em trốn trước nha. Mày bỏ tao, nhớ, em đi trước à. Bỏ tao, nhớ, 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 nhớ. Chúng ta vừa thưởng thức phần hóa thân của Nguyễn Phước khi hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và phần trợ diễn của diễn viên Huỳnh Nhật. Nhật ơi, em là diễn viên cải lương luôn hay sao em? Dạ, em hát nhạc trẻ nhưng mà em yêu thích Hồ Quảng. À, nhưng mà tiếc quá bữa nay là đạo diễn dàn dựng cho mình nói vài câu thôi, còn lại là đứng nhép miệng không vậy đó. Dạ, không sao, lên sân khấu là em vui à. Nhưng mà đây là một cái phần xử lý và dàn dựng rất thông minh từ đạo diễn và cảm ơn Huỳnh Nhật đã hỗ trợ cho Nguyễn Phước trong tiết mục này nha. Một tràng pháo tay dành cho Huỳnh Nhật, cảm ơn em. Bây giờ thì mình ở đây và mình lắng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Bữa nay Phước phải công nhận là Phước ca giống anh Nam Thanh Tuấn dữ lắm. Giọng ca thì em vẫn giữ phong độ như ngày nào, tới bây giờ thì vẫn tốt. Ban giám khảo chắc cũng đang ngồi chờ, nếu như bạn ấy vào vòng trong thì sẽ có cái gì để coi nơi bạn Phước. Còn bây giờ thì bạn ấy chỉ thể hiện qua cái giọng ca của mình thôi, chứ không thể hiện được cái hình thể cũng như là cái diễn của chú Nam Thanh Tuấn được. Dạ. Nếu Phước mà có vào vòng trong ngồi ca hay là đứng ca không thể di chuyển nhiều thì trong cái ca của Phước á, Phước phải thể hiện là Phước đang diễn xuất chứ không phải là ca tài tử nữa nha.
Dạ dạ. Đó, cái đó mới là ăn tiền đó. Để cho người ta nhắm mắt lại người ta nghe. Không phải là em đang ngồi ca tài tử hay là đang đứng ca, mà là em đang diễn trên sân khấu. Thì cần có, phải có cái hồn sâu nè, phải có cái lực diễn xuất ở trong cái bài hát luôn. Hai cưng nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thầy Mỹ. Dạ, xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Chị xúc động lắm Phước ơi. Dạ. Trong ba câu vọng cổ em đã thể hiện, và cái cách xử lý ca của em phải nói rằng là em thần tượng vô cùng luôn, em mới làm được những điều đó. Mà rất tiếc rằng là hôm nay cái diễn thì lại không có được giống như là anh Năm Thanh Tuấn. Giọng ca là em đã giống rồi, còn bây giờ tới phần đi đứng để diễn xuất nữa. Hôm nay em đã rất là tuyệt vời trong mấy câu vọng cổ mà em ca trong cái giai Lưu Bình, giống lắm. Dạ. Cảm ơn dạ, em nhiều dạ, lắm. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Tôi nghĩ rằng Phước đã có một cái lợi thế là cái dòng âm của Phước á, khi mà nói cũng đã giống Thanh Tuấn rồi, chứ đừng nói chi ca. Anh Thanh Tuấn mỗi lần mà anh phát biểu rồi theo anh thì Năm á, thì Năm rất là có ý nghĩa với em đó, em hãy cố gắng lên được chút xíu nữa nha. Thì cái hơi này nó đã có chắc là từ ở đặc trong biệt. Cái ruột rồi. Thành nữa là khi mà cất lên giọng ca là đã bắt ngay là tiếng của anh Năm Thanh Tuấn rồi. Nhưng mà tôi tiếc một điều là phải chi mà cái bài này mà ca cái bài Quán Gấm Đầu Làng thì nó sẽ hay hơn. Ấn tượng của Thanh Tuấn á là Quán Gấm Đầu Làng chứ không phải bài này. Bới Dương Lễ đó phải không? Bới Dương Lễ năm xưa ta, nhưng mà còn là Huynh Là Đệ đó. Nhưng mà chị nghe trong cái độ trầm này nó cũng giống lắm đó Lâm không, ơi. Ý em nói là nó giống. Ừ. Có nghĩa là em đã nói không đã giống rồi chứ đừng nói chi ca. Nhưng mà nếu mà để ca cái bài Quán Gấm Đầu Làng đó thì sẽ tuyệt vời luôn, ấn tượng hơn. Phước lại có lợi thế hơn các bạn khác á, là Phước biết đờn. Đang được. Vì vậy là cái nhịp của Phước vô cùng thoải mái, nhưng cái nhịp đó chỉ là nhịp ca của đờn ca tài tử mà thôi. Nó chưa phải là cái nhịp của một nghệ sĩ thể hiện vai diễn. Dạ. Kim Tử Long không biết là sau chương trình này nếu như Phước vào trong nữa thì anh Hữu Quốc sẽ làm cái gì cho Phước đây? Vì Phước không có diễn xuất được thì không lẽ là vào vòng trong lại ngồi đó đờn rồi ca sao? Cái này góp ý thôi. Nếu như Phước được vào vòng trong thì đề nghị Tô Thiên Kiều viết riêng một kịch bản cho Phước. Tôi Nguyễn Phước đến với chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng bằng cả một trái tim của tôi dành cho thần tượng tôi là nghệ sĩ Thanh Tuấn. Có một kịch bản ngắn thôi, đó nó sẽ đẩy Phước lên trong cái tập tới. Còn nếu như cứ ngồi đó mà đờn, cứ ngồi đó mà ca như vậy thì Long nghĩ rằng nó làm khó cho đạo diễn Hữu Quốc. Dạ, nếu như chúng ta thấy rằng là anh Hữu Quốc thông minh khi mà đã dàn dựng tiết mục này cho bạn Phước ở vòng này thì biết đâu ở vòng sau sẽ còn những cái điều hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa. Tôi dạ. sẽ cho một vé. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo rất là nhiều và một tràng pháo tay dành cho Nguyễn Phước. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một trích đoạn trong vở cải lương Máu Nhuộm Sân Chùa của soạn giả Yên Lan, hay còn có một cái tên gọi khác là Pháo Hồng Tiễn Bước Em, với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Quang. Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi long bào da vàng một thường dân, giác cần câu ra ngồi giữa thạch bàn, lòng dương giả mơ màng. Sở Dương mới tha hồn theo những chiếc lá rơi tàn mạng ở viên gành. Giống quá. Lòng quân dương bỗng nghe xúc động mối thâm tình, đưa tay lên vuốt tròm râu bạc, người mới dõi mắt nhìn sang tháng thua cảnh đốc thật bàn con cua cái thì nằm lộn gió trong hang, còn con cua đực thì ngày đêm lo canh giữ vợ hiền, quên cái việc ra đi tìm mồi đỡ đôi. We'll be right back.
vào trên bến lạnh ta nghe lệ cay cay như chứa đồng giữa tim sâu. Ta khóc đây chẳng phải tiếc chi cho số kiếp ba đào, chẳng tiếc chi đời lang bạc đã xả thân mình để cứu lấy giang sao. Nhưng khóc cho dân lành đang chịu cảnh lầm than, đang quằn quại trong làng tên mũi đàn. Thôi thì kha chết đi miễn làm xong sứ mạng, cứu sang mà thoát khỏi nạn binh đau. Ba quân ơi nghe chăng tiếng trống, tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thề luôn Thăng Long sắp mất, Quy Danh sắp tàn. Đời ta nát tan. Trời ơi, súng nổ đạn bay lửa tràn như bão loạn, đang mang tai ương thảm trạng đến đây rồi. Cửa thành Nam bị tan giờ lần hồi, mà quân sĩ Tây từng thấy gục ngã, tiếng reo hò thay thế tiếng rên la. Ôi ta muốn gào thét lớn trương thành đổ nát, để vùi chôn thi thể ba quân, cho thịt xương kia khỏi phải bị gót trăm lần nó chà đạp dậy. Một sớm ngai vàng dẫn thanh quân, thằng dân nổi dậy chiếm cung hoàng. Cháu ơi thánh thượng vô tâm qua, bốn chục năm rồi không viên thăm. Ngài tiếp được Tấn Dương viên thăm nhỏ ơn mưa mốc, thì tóc đã ngả màu sương và đôi mắt cũng đuối. Bằng cung nhân trắng cuối ở hưởng hồ, rồi đêm đó tiếp được dời đến cung vua. Nghe Tân Dương nói chậm trọn nàng làm hoàng hậu, trời ơi tiếp giỏi chiếu lơm dịch sụp quỳ dán lại. Xin thánh thượng thương tình cho một cung nữ già nua, hãy cho tiếp được rời khỏi cung di về cô quán thăm người xưa cảnh cũ. Tân Dương bảo người xưa chính là Trầm Đô. Hoàng hậu ơi ta vẫn nhớ thương nàng.
nàng bàng hoàng chờ tình giấc mơ. Một cơn gió lọt vào trong cung lầm, muôn bức tường cao vẫn ngàn đời sần sần. Chôn chết cuộc đời người cung nữ già nuôi. Hay quá ha. Dạ thưa quý vị, đó là bốn thí sinh của ngày hôm nay, họ đã lộ diện và vừa rồi họ đang hát và đang hóa thân thành thần tượng của mình. Không biết rằng các vị giám khảo ở đây mình có đoán được từng thí sinh là đang hóa thân thành ai không ạ? Nghe là biết liền. Kim Tử Long thấy là trên sân khấu chúng ta có bốn giọng ca của bốn danh ca: Minh Dương nè, Tấn Tài nè, Minh Cảnh nè và Mỹ Châu. Tôi nãy tôi nghe đầu tiên tôi rợn óc của tôi hết á. Đó là tôi nghe tôi tưởng là sư phụ tôi hát. Đó là nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. À vậy bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ giới thiệu ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả biết về mình trước đã nha. Đầu tiên là người hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Minh Vương là ai, bạn tên gì, bạn đến từ đâu ạ? Dạ em là Bình Trọng, em đến từ đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. À Kiên Giang. Bình Trọng. Tiếp theo xin mời bạn. Em là Thanh Hiền, em đến từ Kiên Giang. À là hai bạn này là cùng quê luôn, có cùng đoàn luôn không em? Dạ không ạ. À. Công việc hiện tại của em là gì? Công việc của em thì cũng buôn bán này kia. À nào giờ mình có tham gia một cái chương trình nào đó về ca cổ chưa? Cũng mê lắm nhưng mà chương trình này là chương trình đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên dám xuất hiện trên truyền hình luôn. Chứ còn bình thường mình ở dưới quê là mình có đi hát đám tiệc hay là mình có tham gia ở phường xã mình không? Nói chung cũng có, thí dụ như mấy cái tụ điểm mà ca uống cà phê này kia đó thì nói chung mình cũng đi. Ví dụ như tuần người ta làm hai lần, một lần gì đó thì mình cũng có tham gia, ca không ca thì mình ngồi đó mình nghe. Giống như là mình đi hát với nhau á phải không em? Dạ đúng rồi, hát với nhau. Đi hát với nhau. Mà điều nói chung là mình hát rồi cái thầy người ta cũng như người ta theo mình không mà chứ mình cũng... Chú Quýnh Đàn là rượt theo mình. Chắc vậy. À hồi nãy thấy ban nhà cũng đổ mồ hôi đó. Dạ tiếp theo xin mời chú giới thiệu ạ. Tôi là Văn Bến, đã đến từ An Giang. Công việc của chú bình thường là gì chú Bến? Bình thường chơi hoa kiển. Chơi hoa kiển, trời sao đời đẹp dữ vậy trời. Rồi mình có tham gia ca hát ở quê mình không ạ? Tham gia câu lạc bộ ở quê với ở xã này. Dạ, rồi tháng mình đi diễn chừng mấy buổi chú? Có tháng diễn, có tháng không. Chú ơi, không riêng gì chú đâu, nghệ sĩ tụi con cũng vậy. Đúng rồi. Có tháng diễn mịt mờ, có tháng nằm ở nhà gác chân lên trán hỏi tại sao tháng này mình ế dữ vậy. Nó là chuyện bình thường, nhưng mà mình vẫn giữ được cái niềm đam mê của mình với cải lương phải không ạ? Dạ đúng vậy. Dạ, còn tiếp theo mời em nè. Dạ, em Đinh Xuân Tùng, em ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ạ. À, em ở Bạc Liêu. Cái giọng mình là cái giọng nó trầm đặc trưng như vậy luôn á hả? Dạ. À, em yêu thích cô Mỹ Châu như thế nào? Đặc điểm đó ra sao? Em yêu thích cô Châu là lúc em còn 9 tuổi là em đã yêu thích cô Châu rồi. 9 tuổi là người ta hát nhạc bé bé bồng bông không hả? Nhưng mà em mê cái lương. Mê cái lương từ nhỏ luôn. Dạ. Mê cô Mỹ Châu ở điểm nào? Em mê cô Châu khi xuống giọng cổ nè. Cách hát của cô có một cái nét làm cho em, hay là cái số phận của em cũng giống cái giọng hát buồn của cô nữa, nên em mê. Anh thú thật là cô Mỹ Châu là một cái giọng rất là đặc biệt. Dạ. Cổ không có ca dây của dây đào mà cổ ca dây kép không à. Vì vậy cho nên đây là một cái giọng ca đặc biệt mà không có ai mà có thể là mà ca trầm như là cô Mỹ Châu được. Em vẫn là ca dây kép, nếu em ca được dây xây đào nữa là tuyệt vời luôn. Là còn trầm xuống nữa đó anh Long. Trầm xuống nữa. Trầm xuống nữa. Dòng sau em hát trầm hơn cho anh. Em khùng 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 cái người xuống rồi nè. Thì cái cọng thanh quản mình nó thu lại đó em. Thì lúc đó mình hát chắc trầm hơn. Dạ, đây là cái phần giới thiệu sơ về bốn thí sinh để chúng ta có thể biết các bạn ấy rõ hơn. Vậy thì bây giờ không biết rằng các vị giám khảo có một vài nhận định hoặc là một vài góp ý nho nhỏ để cho các bạn có thể tốt hơn ở vòng thi sau không ạ? À? Mỹ, em nói đi cưng. Anh nhường cho em nói rồi đó hả? Trước hết là Thoại Mỹ xin chào anh Bến và chào ba bạn. Phải nói là khi mà Bình Trọng cất cái giọng lên á, chỉ cần mở giọng thôi là nhận ra liền là ai rồi. Phải nói là em chuẩn luôn á. Chuẩn từng chữ của anh hai nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Tưởng đó là anh hai hát chứ không phải là Bình Trọng hát. Giống tới vậy đó. Cảm ơn chị. Chị Mỹ chúc mừng Bình Trọng. Hồi nhỏ tôi cũng ca vậy. Thôi hồi nhỏ anh không có giống được như Trọng vậy đâu. Giống nhưng mà không có được tuyệt đối vậy. Đúng, ai hiểu anh Long bằng chị Mỹ hết. Đúng rồi, không ai hiểu anh bằng em đâu. À. Hiền thì
cất cái câu đầu tiên lên á, chị Mỹ ngờ ngợ. Nhưng mà tới câu thứ hai và cái câu vô giọng cổ mà cái vế hai của em á, là chị Mỹ nhận ra là em ca giống chú Tấn Tài liền. Giống một hai chữ chứ không phải là giống tuyệt đối từng chữ. Nhưng mà em là không có ca nhiều, không có đứng trên sân khấu để đi hát nhiều, mà em bắt chước như vậy là hay lắm rồi, là giỏi lắm rồi. Chị Mỹ khen cái tinh thần của em. Còn anh Bến, mấy câu đầu thật sự ra em chưa nhận, em chưa nhận ra anh ca giống anh Hai Minh Cảnh. Nhưng mà tới có mấy cái chữ mà anh nhấn đó thì em mới nhận ra, em say qua em nói anh Long liền, rồi anh Hai Minh Cảnh. Đó là cái rơ ca, cái cách xử lý của anh ca để giống anh Minh Cảnh. Còn Sơn Tùng thì hôm nay chị Mỹ lâu lắm rồi không có gặp Sơn Tùng. Bữa nay thật sự là ngỡ ngàng. Quá ngỡ ngàng. Nhưng mà hình như hôm nay là Tùng bị khang tiếng phải không? Ồ, khang tiếng chút xíu. Nhưng mà phải nói là hồi đó em thi em đã giống cô Mỹ Châu rồi. Và bây giờ tới hôm nay mấy năm rồi bị khang tiếng nữa. Nhưng mà cái mà em giống cô Mỹ Châu á, thì không có thay đổi. Và thậm chí em còn giống hơn nữa. Chắc là có rèn luyện. Vì yêu mến quá cho nên có rèn luyện phải không? Thì chị Mỹ chúc mừng em cũng như là chúc mừng tất cả bốn thí sinh đã đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Và mong rằng cái chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này sẽ có được mùa 2, mùa 3 nữa, để cho những người yêu mến cải lương và yêu mến thần tượng của mình sẽ được đến với chương trình này. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ giám khảo Thoại Mỹ. Và đó là những cái lời nhắc nhở với tất cả các thí sinh đây, để chúng ta có thể làm tốt hơn ở cái vòng thi sau. Và bây giờ thì mời các bạn có thể vào trong để chuẩn bị nha. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua vòng đầu tiên, vòng thi hội ngộ. Ở đây bốn thí sinh giống như là mình trình làng, mình chào sân với tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai. Ở phần thi này chúng ta sẽ chia bốn thí sinh thành hai cặp và họ sẽ trình bày những cái phần song ca, có thể là một trích đoạn hoặc có thể đó là một bài tân cổ giao duyên. Tất cả quý vị khán giả hãy luôn dành cho họ những lời động viên cũng như là những tràng vỗ tay nồng nhiệt để khích lệ tinh thần ạ. Bao đêm rồi ta nhớ vầng trăng, sương khuya mờ rơi, cây tuôn ngàn lá, buồn ơi là buồn. Sương khuya mờ rơi, cây tuôn ngàn lá, buồn ơi là buồn. Tại sao ta đã ngồi đây suốt một đêm thu, bốn bề giá lạnh mà dần trăng khuya vẫn khuất vàng giữa đêm sâu. Ta chờ đợi dần trăng in bóng dưới chân cầu, để ôm ấp một mảnh hồn quang dài. Đợi chờ hoài mà có thấy trăng đâu, ta cất giọng cười mà là cha dòng châu, nước mắt tuôn rơi pha lần nước sông dài. Ta tưởng chừng vừa nhấp cạn chén men cay, để hồn nắng hoài rồi nửa say nửa tình lê. Bằng nổi sóng
mất trăng rồi là mất cả muôn thơ. Trăng vàng ơi khuất nẻo vô biên, ta nghe như đất lở trời điên. Gió lướt thước đưa hồn qua ngõ vắng, trăng khuất lâu rồi sao ta vẫn còn đi. Ôi tác giả duyên trung quá lạc tận, đình tìm lưu đắc nhất chi may. Ta bỗng dưng thèm khát dĩ men cay, uống từng ngụm cho say. Đừng tin nữa, hãy rót đi, hãy rót đi, ta đang chờ em đó. Rượu cạn rồi ta nằm giữa tha ma. Đừng ai gọi đến tên ta, thế nhân vẫn tin còn ta loạn buồn. Khóc cho mình sâu kiếp đau thương, cười nhận thế nay dời mai đôi. Đâu đây khói lửa chưa tàn, thiếu ánh trăng vàng đến ta vẫn. Hay quá hay. Cảm nhận của các vị giám khảo như thế nào ạ? Long kìa. Gì? Long kìa. Sao bác xê qua tôi hoài vậy? Không biết sao mà ngồi cứ vậy hoài là sao? Xích xoa. Xích xoa hoài là sao? Ở đây Kim Tử Long muốn nói với giọng hát của Nguyễn Quang á, là đã có sẵn cái âm và giọng của anh Minh Cảnh rồi. Chỉ còn có một cái điều mà vẫn còn chưa như sư phụ, đó là mình vẫn còn ca cứng. Tuần trước Long có nói đó, nếu như mềm hơn nữa, nhẹ hơn nữa và cái độ rung nhiều hơn chút xíu nữa thì sẽ là một Minh Cảnh hai. Còn hiện thời bây giờ là Nguyễn Quang vẫn ca là một giọng hát nghe âm là Minh Cảnh, vẫn nghe là ừ trời ơi Nguyễn Quang ca giống Minh Cảnh quá. Anh đang nói là bây giờ là Nguyễn Quang đang giống tới 90% rồi, nhưng mà để mà giống như anh Minh Cảnh nữa thì từ nãy giờ Long nói giống như cái bài vừa rồi đó, nghe thì nó ok đó, xuống giọng cổ hơi hụt ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là nó chưa có mềm lắm, nó điệu chút xíu nữa, nó ngân nga chút xíu nữa là Minh Cảnh luôn. Yeah. Nhưng đối với chị thì theo như chị nghĩ á, là Nguyễn Quang có một cái đặc biệt, cái hay này là coi như bẩm sinh thì trời đã ban cho em có một cái chất âm, cái âm giọng của em có na ná giống anh hai Minh Cảnh rồi. Yeah. Mà cái cách xử lý của các em ca thì em có thần tượng cho nên em ca rất là giống. Nhưng mà chị nghĩ rằng là em được một cái mà gọi là chị khen em á, là em ca em không có gò bó. Nhưng mà chị hai nên quên rằng đây là nghệ sĩ thần tượng, mình phải làm sao cho giống thần tượng mình nhất. Tuyệt đối luôn á. Tuyệt đối. Còn để mà ban giám khảo vẫn còn soi ra những cái mà mình chưa giống thì là vẫn chưa điểm 100. Đây. Ở đây là chúng ta phải làm sao càng giống thì càng vào trong nhiều hơn. Chị muốn nói như thế là để chị phân tách ra, để cho Quang nhớ rằng mình đang tham gia chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Cho nên em phải dù gì đi nữa nhưng mà em cũng phải cố gắng phải cho giống hơn nữa. Đừng có nghĩ rằng là mình sẽ có một cái riêng của mình. Càng giống nhiều chừng nào càng tốt nhiều chừng đấy. Dạ, cho anh nói một câu nữa. Tại sao anh muốn nói em vậy? Em đang là một thí sinh đáng gườm nhất trong chương trình này. Anh nói gì? Ví dụ như là em ca giống rồi, nhưng mà cái cách biểu diễn của em vẫn chưa có thể giống như anh Minh Cảnh. Anh Minh Cảnh khi mà anh đứng lên sân khấu là không bao giờ anh đứng như em. Anh Anh sẽ cầm micro và anh đứng. Cái tướng của Minh Cảnh nó hơi như vậy đó. Thì ở đây anh muốn nói là thần tượng là mình phải làm sao từ mặt mày, dốc dáng, cách cầm micro, biểu cảm và cách ca,
càng giống bao nhiêu thì mình mới là quán quân của chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long ạ. Dạ. Nhưng mà hồi nãy giờ các anh chị góp ý cho em và anh Long cũng nói là em đã giống 95% rồi. Bây giờ còn lại 5% thôi. Mà 5% đó là cái gì? Là cái điệu và cái mềm. Mà hồi nãy em ca đó có những cái em dướng người lên á. Em dướng người lên đó là em chị... có thấy sư phụ em mà mỗi lần hát mà những chương trình em có để ý dốc dáng của sư phụ em không? Có. Đó. Em chưa được. Dạ. Đó thì em làm sao mà em giống được cái đó? Chỉ trong chương trình này thôi nha. Dạ. Đó, nhưng mà hồi nãy chị có nói với Long dướng người lên rồi kìa, giống rồi kìa. Nhưng mà anh Long nói là còn thiếu chút, có nghĩa là chú hai á thì hơi tròn em ốm. Đó cho nên là em cố gắng em làm sao cho giống hơn một chút xíu nữa thôi. Vậy bữa sau độn người vô được không chị? Cho nên là độn này kia vô. Ráng điệu lên thôi. Chứ còn cách ca nè, cách xử lý nè, sắp nhịp nè, coi như là em hoàn hảo rồi đó. Em chỉ còn 5%, nó quá ít. Cái đó thêm chút xíu vô đi cưng. Dạ. Thêm chút xíu muối vô nha. Dạ, nếu như mà vào vòng trong, bởi vì chúng ta vẫn còn những cái vòng thi khác của chương trình này, và nếu vòng trong nữa thì hy vọng rằng bạn sẽ đạt luôn 5% còn lại như các vị giám khảo đã nhắc nhở nha. À, cảm ơn các vị giám khảo. Dạ. Và chúc mừng cảm em. Cảm ơn các giám khảo. Dạ. Thầy coi. Thầy coi. Thầy cái lớn ngựa về rồi, sao lại còn đứng trên đồi ngó theo. Mưa rừng sớm ngược đều hiu, em mang lòng người duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mân, lá vàng rơi lìa cành. Lòng em sao xuyên, buồn nào hơn khi nghe tiếng mưa rừng. Tiếng mưa rơi theo suối lệ ngập ngừng, em cất tiếng
người lìa cách, người ta nói niềm riêng. Ôi lạnh từ lâu sau mưa còn rơi mãi, người ấy xa rồi tôi biết cái đợi chờ ai. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của thí sinh Quỳnh Trân khi hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga với bài Tân Cổ Mưa Rừng. Em tập bài này lâu không Trân? Dạ, bài này thì thật ra cũng là bài tủ của em. Bài tủ luôn hả? Và bình thường là mình có đi hát, đi diễn ở đâu với cái bài hát này chưa? Dạ, em không có đi diễn, nhưng mà lúc mà em ở nhà hát cho cha em đàn thì hát hoài, nhưng mà hôm nay đi thi thấy run. Và bây giờ mình nghe các anh chị trong ban giám khảo nhận xét nè. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Quỳnh Trân ca đó thì chị Mỹ thấy như vậy nè, Trân nói là bài tủ của Trân. Trân sắp nghiệp rất là hay luôn á, ca rất là tự tin luôn. Kỳ này á, không biết có phải là bận đồ vô rồi phải diễn cái ca đó của mình á, cái em bị phân tâm hay sao á, cho nên là em ít giống cô Thanh Nga bằng kỳ trước, mà chị Mỹ lại nghe có thêm cái âm của cô Bích Lan ở trong đó, cho nên là chị Mỹ hơi tiếc cho Trân một chút xíu thôi. Nhưng mà với Trân á, thì Trân diễn cái vai này thì so với Trân như vậy là quá giỏi, quá hay rồi. Mặc bộ đồ này lần đầu tiên phải không? Dạ em thích lắm luôn. Vậy hả, thích hả? Lát nữa là chị Mỹ xin cho em, tặng cho em luôn được không, em chịu không? Dạ cảm ơn chị Mỹ. Nha, chị Mỹ sẽ mua lại cái bộ đồ này để tặng cho Trân để làm kỷ niệm ha. Dạ. Quỳnh Trân ơi. Dạ. Hình như chị Thanh Hằng thấy em cũng có đeo cái gù nữa phải không? Có. Em thích không, chị mua chị gửi tặng em luôn. Dạ cảm ơn chị Hằng. Rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Và chị cũng cảm ơn em bỏ công ra hết sức là nghiên cứu để thể hiện cái cách ca giống cô ba Thanh Nga. Bỏ nhịp hoặc là những cái ngân ngân. Kỳ này lại ít có bị rung hơn nha. Nhưng mà có cái rằng cái âm giọng của em nó lại không giống. Đó là em chỉ dùng cái kỹ thuật để ca, những cái kỹ thuật, những cái bỏ nhỏ hoặc những cái giọng gió, hay hoặc là những cái nhịp, hoặc là cái xuống giọng cổ, để ráng cố gắng giống cô ba Thanh Nga thôi. Rồi, rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Thanh. Và xin mời ý kiến từ giám khảo Kim Tử Long. Tôi lúc nào cũng được nói chót. Hai chị tôi nói hết trơn. Trân ơi, anh rất là cảm động khi mà em hát cái bài hát này đó. Em diễn xuất cái vòng vòng. Em là người mà anh lắng nghe rất là kỹ luôn về cái giọng của em. Em ca nó chân phương. Và cái xuống giọng cổ của em hôm nay á, đúng là cái xuống của cô ba Thanh Nga đó. Chỉ có một mình cô ba Thanh Nga mới xuống được cái giọng cổ đó thôi. Em phải là thần tượng của ba Thanh Nga lắm em mới ca được như vậy. Còn cái vấn đề mà cái trong lòng câu á, thì như chị Thờ Mỹ đó, đúng là em cũng có hơi hớm của Mấu Bạch Lan ở trong đó. Tại vì Mấu Bạch Lan cũng là một cái giọng nó chân phương, giật cực kỳ, nó nhẹ bay bổng mà nghe nó rất là đầy. Đó là cái điều mà anh trân trọng em. Cảm ơn Quyền Trân đã đến với nghệ sĩ thần tượng. Long ơi, cảm ơn giám khảo. Em tặng bộ đồ, chị Hằng tặng cái gùi, anh tặng đôi giày. Rồi nhưng mà còn cái bông ở trên nữa kìa.
cái bông ở trên với sợi dây. Rồi anh chị Mỹ tặng luôn. Ủa, anh em, mua luôn. Anh mua tặng nguyên bộ luôn. Rồi. Dạ chị Mỹ ơi, cái bông này theo em biết nó đi chung với cái set đồ này là của chị luôn đó chị. Dạ. Dạ, cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn Quỳnh Trân nha. Thưa quý vị, còn thí sinh cuối cùng của đêm nay sẽ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện rất nổi tiếng, câu chuyện về truyền thuyết tình yêu. Đây là một vở diễn đã làm nên tên tuổi của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu, vai nữ vương Bích Nương, một vai diễn đầy nội tâm giằng xé. Câu chuyện này sẽ được truyền tải một lần nữa trên sân khấu nghệ sĩ thần tượng qua phần hóa thân của thí sinh Sơn Tùng với hình ảnh của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Mời mọi người cùng thưởng thức. Ta dương nữ Bích Nương truyền chỉ, nếu ai chạm vào ngón tay của hai kẻ chạy trốn kia thì ngài thượng thư và 400 linh kỵ phải chịu thảm hình dưới tay ta. Ngài chỉ mới vừa tròn 20 tuổi, hai bàn tay ta như hai cánh chim bồ câu bé nhỏ mà chẳng bắt lấy nó, ôm nó vào lòng để che vuốt thương yêu. Phi cát, phi cát ơi ta yêu. Nhưng trời ơi, chàng đã yêu Sĩ Liên. Ôi thần tượng trong lòng ta vừa sụp đổ, một khối tình liệm chết giữa tim đau. Dẫu ta là một nữ vương trên tuyệt đỉnh ngôi cao, nhưng ta cũng chỉ là một cô gái vừa tròn tuổi mong. Cái tuổi đầu thơ chưa chán sống, tại sao ta không thể cùng với trăm hoa phố hương nồng nhiệt thắm mà lại vui mình trong cung thâm để hỏi liệu chờ. Nhưng chẳng ơi chẳng dặn ai mà chẳng nghiêng nghiêng nữa mà. Còn liễu sầu ai mà liễu ru bên hờ hồ. Chẳng biết nhờ ai gỡ rối tơ dương, đường vào yếu chập trùng gần tháng mà kẻ lữ hành đã mỏi gối chung chân. Giờ chỉ mình ta chinh bóng đơn thân, tâm sự nặng quằn biết được tại vì sao giữa buông xuống dương nữ nghẹn ngào khóc thương nhan sắc. Lĩnh bà yêu phi cát, tại sao không dùng quyền uy chiếm đoạt khi lĩnh bà không còn nhan sắc? Không còn nhan sắc à?
Bác Hồ yên bụng đổi dậy phong ba. Ai nổi lửa kim đốt tan đời xuống đường. Phi cát ơi chàng là chiến thần hay ác quỷ? Lạc vào đây làm sao chuẩn cả cung chi? Tạo giết chàng. Nhưng trời ơi, thật là ta tự chiến ta. Đứa em gái nhỏ mà ta thương yêu chiều mến. Thượng đế ơi xin hãy cứu vớt đời cung. Đang chơi vơi nơi biển cả, một linh hồn cũ đơn, một xác thân rời làm sao có thể chống chọi với những cơn sóng đồng ba đầu. Cưng à, cưng à. Đang còn muốn coi nữa. Hết cái tiếc đứt ruột. Chúc mừng Sơn Tùng. Hôm nay em đã làm cho chị rất là ngỡ ngàng. Nhưng chị không ngờ hôm nay em lại chọn cái tiết mục này. Và cái cách xử lý, cái cách diễn, phải nói đúng là cái người mà em thần tượng đúng là chính xác. Tuy rằng cô Năm Mỹ Châu, cô không có một cái chất giọng rộng lớn hoặc là sang sảng như ai hết, nhưng mà cô có một chất giọng rất là trầm. Mà trong cái trầm đó nó sâu lắng và nó ẩn chứa vào trong một cái niềm oán hận, một cái niềm thương yêu, một cái tình cảm của một người mình yêu và một người em của mình. Chị nghĩ rằng là chính nhân vật này đã để cho Sơn Tùng bước thêm một nấc thang nữa. Chúc mừng em. Cô Năm để đời rất là nhiều vai, trong đó có cái vai này. Và cô diễn rất là sang trọng. Bước ra là thấy một nữ hoàng. Mà bữa nay em lại một lần nữa, em lại thử sức mình, lần đầu tiên lại dám làm cái vai nặng cân của cô Mỹ Châu. Tuy rằng hơi điệu một chút nhưng chấp nhận được và rất giống cô Mỹ Châu. Giống ở cái hồn của cô, em đã bắt được cái hồn của cô. Và em ca từng chữ, chị Mỹ thấy nè, chữ gối rất là giống cô Năm. Cái run của em cũng bắt chước được nữa. Và em đã lấy được những cái tinh hoa của cô Mỹ Châu. Tới cái chữ mà xáo trộn đó, em làm rất là ngọt. Nhất là xuống giọng cổ. Kết quả em đã làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Và chị nghĩ cô Năm Mỹ Châu hôm nay chắc cũng sẽ hài lòng vì những cái cô chỉ dạy cho em. Hôm nay chị thấy em đã làm được. Chị Mỹ xin chúc mừng Sơn Tùng nha. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Tài Mỹ. Và xin mời giám khảo Kim Tử Long. Đối với tôi thì thần thái, sắc vóc, cách biểu diễn, tôi cho 10 điểm. Cách ca vẫn giữ cái e của cô Mỹ Châu. Vì vậy cho nên là những gì góp ý của chị Mỹ và chị Thanh Hằng đã cho em thấy được là em đã tiến bộ rất nhiều. Mà hôm nay thì chắc chắn rằng anh sẽ dành cho em một vé. Chúc mừng em. Dạ, dạ, xin cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Và chúc mừng Sơn Tùng. Dạ, không biết giám khảo có ý định muốn tặng bộ đồ này không? Dạ không, đi vô đi. Dạ, bộ đồ này mắc lắm à. Dạ, bộ đồ này mắc. Hoàng tử hãy nín đi,
người khóc cho mình xa mẹ lìa cha, hay khóc cho thế sự vì danh lời đua chen chém giết. Nín đi hoàng tử, hoàng tử hãy nín đi. Chết rồi người khác sửa có phải không? Sửa đâu cho người bú bây giờ, chung quanh đây chỉ là núi rừng và dã thú non xanh, không có nhà cửa lương dân, làm sao lân bồng người đi bú thêm. Phải rồi, hay là tôi sẽ cắn tay lấy máu thay giọt sữa ngon, để đông cung đỡ già nó lòng, hầu vượt qua dòng đêm thỏa quân gian. Hãy bú cho nó giấc dài ngủ yên, tôi sẽ đưa hoàng tử đến sang hậu thành, nơi long đàm hổ nguyệt, nơi sẽ phất cờ đại nghĩa từ gian nghe. Rừng cây chớm chở núi đá chập trùng, lao sậy phủ đầu biết lối nào đi. Bơ đồng kim long, bơ đồng kim long hiền hữu. Ai, ai vừa gọi ta tiếng nói thân quen? Ai để lạc hương linh ta đây hiền hữu? Hương linh ta, phải rồi, tiếng bằng hữu thăm giao, hương linh ta kia rồi hiền hữu. Lấn ngỡ rằng ta chẳng gặp nhau, chung lối bước tìm về sang hầu. Khương hiền đệ, để bỏ huynh đi sao? Đồng huynh, để phá dọc dây chẳng được ngăn bước giặc, để xa cơ dưới tay ngũ tương tạo đình coi. Tương đông cung tuổi nhỏ chịu gian lao, nương cho mây trở về hồn đưa hiền hữu, tiếp nối đoạn đường dài cứu chúa. Khương hiền đệ, Khương hiền đệ. Tình lìa phân, lòng cao dân niềm sầu đau, thù quân gian hơn giả mang, nghĩa kim bằng ly cách xe chia, âm dương nghìn thu vinh viên, hết cùng trùng cùng tình biệt quân thần. Hồng cho sáng dần trăng cao ngất, đặt những niềm tin ngày mai chiến thắng tô điểm non sông rực rỡ huy hoàng. Như tác đổ xuôi tuôn tràn ngập dân cao nghĩa khi anh hùng, huynh xin nguyện đất trời.
để một ngày tự tay ta phá tan loài hương bào, giữ trọn lời thề bằng hữu chi giao, trọn nghĩa nước tình dân, dạng giữ trung thần chi đạo, cho hương hồn anh nở nụ cười nơi chính suối, cho giọt máu hùng dương về nơi gác phường lầu vàng. Đồng quân Khương Hiền Đệ, đồng quân đêm trường theo đường trường xa, anh lung linh bóng đêm soi đường rừng núi bao trùm sương lam đầy giá băng, dù nát tâm thần nhưng chỉ trai cam chiều, em đưa đường anh vì toàn dân ta chung đường tìm lối tương lai. Thế là hết tương phùng tri kỷ, đeo phiền nhân thế không biệt ly, ôi hết còn quan lạc buổi sinh kỳ, không muốn chén ly môi mà lệ đắng cay tay men sầu nào được. Lời để khắc ghi xin anh bền chặt kim gan bền chí cương quê hương, nơi chốn cửu tuyền giấc giờ hồn ma vẫn quê chờ theo đường lối sang à. Lời ký thác hôm nay ta nguyện ghi khắc trong tâm, về thành sang hậu một ngày đền trả hận. Sao mai ló vàng chân trời, hương hồn theo gió em về hương vô. Khương Hiền Đệ, kia ánh chương đà hé dạng, đã mau cốc tóc lên đường, đưa ấu chúa trở về thành sang hậu. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn vở Sang Hậu với phần thể hiện của thí sinh Trọng Nhân và người trợ diễn Tô Tiểu Long. Xin mời Tô Tiểu Long quay trở lại sân khấu nha. Trước tiên muốn hỏi thăm Trọng Nhân nè, sao chọn cái vai khó quá vậy? Tại vì cái vai này bây giờ vừa phải ca, vừa phải diễn mà vừa phải vũ đạo như vậy nữa. Vì sao con lại quyết định chọn vai này? Dạ thì con thấy được một cái trích đoạn có ý nghĩa. Với lại con cũng mê ông Năm hát vai này nữa. À, coi như là mình chấp nhận thử thách đúng không? Dạ. À, còn với Tô Tiểu Long thì sao, khi mà tập trích đoạn này với Trọng Nhân thì em cảm thấy thế nào với bạn ấy? Lần đầu tiên thì khi mà Trọng Nhân có lời mời chú Long ơi hát cái Khương Linh Tá phụ con nha, thì nhắc tới đường Sang Hậu thì Long cũng rất mê nên lập tức nhận lời ngay. 100 pháo tay dành cho Tô Tiểu Long với phần trợ diễn vừa rồi. Cảm ơn Long. Và bây giờ mời ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Em xin mời anh Kim Tiểu Long. Những người nghệ sĩ ngày xưa, ví dụ như là ông Vũ Linh nè, chú Trường Sơn nè, ông Thanh Tòng nè, những người đó đã luyện vũ đạo từ tấm bé. Vì vậy cho nên là cái sức lực của họ đó, khi mà họ bước lên sân khấu đó, họ vũ đạo cỡ nào, họ ca giọng cổ nó vẫn y chang, tại vì họ đã luyện từ bé. Còn con á, con là một cái người đam mê cải lương và con đi theo thôi, con không học trường lớp nào cả, mà con múa và con hát như vậy là quá xuất sắc rồi. Nhưng mà chú chỉ dặn con một điều, nếu như có đi vào vòng trong nữa, tiết chế lại, bớt múa lại, và nếu có múa, dành ra phần sau. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Kim Tuyên Long. Tiếp theo xin mời giám khảo Thanh Hằng. Đối với cô thì Trọng Nhân của cô rất là, nói là sáng sân khấu, bộ tịch cũng rất là đẹp, tốt lắm con. Và con phải cố gắng nhiều hơn nữa theo những lời của chú Long đã dặn. Con nhớ kỹ vào đó để mà con tiếp tục bước vào vòng trong nữa. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Hằng. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Tuy rằng là cái giọng ca của con á, trời không cho giống chú Năm Vũ Linh,
Nhưng mà con biết khôn, con biết xử lý khéo, là con lấy những cái chữ mà ăn tiền của chú Vũ Linh con đem vô đây. Con lấy được những cái tinh túy của cậu Năm trong cái trích đoạn này, chỉ cần vài chỗ thôi là đã đủ ăn tiền rồi. Tất cả những cái gì tinh túy của chú Năm Vũ Linh thì mình nên học hỏi để mình trao luyện, để cộng với cái bản thân của mình nữa, để mình phát triển trên con đường làm nghệ thuật của mình nha con nha. Dạ, cảm ơn cô Mỹ. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Nghĩa. Lời sao cuối phao vô quy đưa tiếng ta đi, thì tại sao có binh sĩ bao dây quân ngầu dặn bích lối kìa. Người yêu ta đang đứng nép mình chờ đợi, hồng ơi xin hiểu cho son vì chữ yêu trung mà phải mang tiếng phụ nhau rồi. Nhỏ quá à. Nó mà thở. Nó 16 tuổi. Dạ thưa quý vị, cái gì đặc sắc nhất nó phải dành ở cái phần cuối cùng. Món ngon nó phải nằm ở cuối bữa tiệc. Cái dòng quan trọng nhất là cái dòng đơn ca. Thì Ngọc Yến đã chọn cái điểm đặc sắc nhất của nghệ sĩ Phượng Hằng, đó là cái cách ca hơi dài. Và Ngọc Yến không biết rằng với các vị giám khảo thế nào, chứ khán giả ngồi đây là suýt xoa. Bởi vì hay quá, 16 tuổi mà làng hơi hay quá, quyển chuyển quá. Và không biết rằng các vị giám khảo nghĩ như thế nào về cái phần trình diễn vừa rồi. Xin mời chị Thanh Hằng. Cho tôi nói trước. Yến con, nếu như để chấm điểm 10 cho con, chú sẽ chấm. Cô cũng vậy, nếu chấm điểm 10 cho Ngọc Yến thì cô sẽ chấm con 10 điểm. Dạ, con cảm ơn cô chú. Con ca rất ngọt ngào, giọng con lên rất nhẹ nhàng. Đó là cái ưu điểm của con hãy giữ lấy. Còn đến với nghệ sĩ thần tượng, con lấy cô Phượng Hằng ra làm thần tượng của con, thì thật sự con chưa có điểm nhấn giống như cô Phượng Hằng nhiều. Về sắc vóc của con giống cô Phượng Hằng, cách này khoảng hơn 20 năm. Nhưng giọng ca của con, nó như chú Đen nói từ đầu, cái giọng con quá mềm đi, quá mềm, bén có, nhưng mà cái lực của con đẩy ra để giống như cô Phượng Hằng thì chưa có. À, vì vậy cho nên là chú rất 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 là mong con hãy tiếp tục đi theo con đường con chọn, đó là sân khấu cải lương, đó là bài ca giọng cổ, đừng thay đổi gì cả, hãy như thế. Chú chắc chắn với con, 2 năm nữa thôi con sẽ trở thành là một giọng ca hay của sân khấu cải lương. Con cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Cô rất là cảm ơn và chúc mừng con. Về cái phần mà nói đúng như là chú Kim Tử Long nói, nếu mà đặt cho cô mà để chấm điểm cho con, cho Ngọc Yến là cô chấm con 10 điểm.
tốt lắm con ơi. Dạ. Mong rằng là con sẽ phát huy thêm nữa nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Cô bé 16 tuổi thật là dễ thương. Và tương lai phía trước của em tràn trề. Với cái giọng ca ngọt ngào. Và cái vóc dáng là vóc dáng của cô đào sân khấu. Phải nói là qua cái chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này, bộ môn cải lương tìm ra được thêm nhiều nhân tố mới. Rất là hay. Chị Mỹ biết nói là tương lai em còn tươi sáng lắm. Cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa. Không bao lâu như anh Long nói, Ngọc Yến sẽ tỏa sáng trên sân khấu cải lương. Dạ. Chúc mừng em. Cảm ơn các vị giám khảo. Yến ơi, khi vừa rồi mình thể hiện hình ảnh của nghệ sĩ Phượng Hằng á, mà cái đặc sắc của Phượng Hằng là hát hơi dài. Từ đó đến giờ mình đã từng tập ca hơi dài như thế này chưa? Dạ, con cũng có tập, nhưng mà ở dưới thì con hát được, mà lên đây con run quá. Ừ. Tức là cái đoạn vừa rồi có phải là cái dài nhất mà từ nào đến giờ mình tập mình hát chưa? Dạ, cái câu đó của con cũng chưa dài lắm. À, nhưng mà thôi con... giờ vậy nè, không biết mình có còn đi tiếp hay không? Sẵn cơ hội mình đang ở sân khấu này, mình đang ở đây, mình hát một cái câu ca hơi dài nào đó mà mình đã từng tập từ trước, mà không nhất thiết phải là của cô Phượng Hằng, của Ngọc Yến cũng được. Cho con hát Vụ Án được không? Vụ Án Mãi Ngu được, rồi luôn. Cũng được. Rồi, Thục Quanh. Ôi cái số phận ác nghiệt đằng cái, sao cứ giáng mãi xuống cho đôi mái đầu xanh. Chỉ biết yêu đương vui sống như mất bình thường trong mái ấm đơn sơ trong tình yêu gắn bó. Sức yêu bơ vơ giữa dòng đến mình bị thân cùng ai biết góp cùng ai cho vơi buồn bực. Quá hay. Nhưng mà thật ra cái câu giọng cổ này á, chị Mỹ thấy em ca giống chị Phượng Hằng nhiều hơn là cái câu giọng cổ khi nãy em thi. Dạ con, hôm nay con nghĩ là con cũng chưa làm tốt lắm, nhưng mà con run quá. Thôi bây giờ cho con xin ôm ba vị ban giám khảo một cái để truyền lửa cho con được không ạ? Thằng Tiến mời con. Quá tốt với con đâu, cũng tốt, quá tốt. Bữa nay con tốt lắm. Trời luôn á thiệt. Trời ơi, tôi đâu ngờ một người con gái. Ông cô trước đi con. Ông cô trước đi con. Cô trước đi còn sơ tội mà đẹp đẽ như ơi gần lắm luôn đây. Cố lên. Cay như Phượng Hằng. Phượng Yến, mai mốt đổi lại Phượng Yến đi. Ờ sao con không đổi lại Phượng đổi Yến. Phượng Yến đi. Phượng Yến hay hơn. Dạ Phượng Yến hay hơn Ngọc Yến. Phượng Yến nha. Phượng Yến, Phượng Yến. Để em cố gắng nha con nha. Ừ ừ em đã. Giám khảo sẵn tiền ôm hung. Xong rồi góp ý cho bé nó đổi nghệ danh luôn. Phượng Yến luôn. Phượng Yến. Dạ, thật ra cái chữ Phượng Yến trong giới nghệ sĩ mình hình như chưa có ai có tên đó hết đúng không ạ? Dạ, cái chữ Ngọc Yến em nghĩ là có nhiều, nhưng mà cái chữ Phượng Yến thì chưa. Trời ơi con bé nó khóc luôn rồi kìa. Xúc động hay sao con? Con ơi sao cái nghệ sĩ thần tượng này đổi Phượng Yến đi con. Ba giám khảo khuyên con nên về đổi tên là Phượng Yến. Nha. Sửa lại. Đúng vậy luôn. Rồi, hôm nay chúc mừng Ngọc Yến nha. Chưa biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà mình đã có cơ hội mình thể hiện khả năng của mình nè. Rồi thể hiện tình yêu của mình với thần tượng nè. Rồi ôm các vị giám khảo nè. Rồi được giám khảo gợi ý cho một cái nghệ danh mới nữa. Tùy con suy nghĩ ha con ha. Con cảm mời ơn con vào cô trong chú. Nghỉ ngơi nè. Cảm ơn con. Đó. Hồng đào sơn, em quay ngựa trở về đây. Đến vậy các ơi, thủ cách đã rơi trên thảm cỏ, mà sao đôi môi anh vẫn còn mắt.
gì. Nhưng trời không thương nên mưa lòng người dũng sĩ, nên giữa trận tiền anh phải chịu xa cơ. Ai còn bài xa chi cuộc trong tủ đau thương, để đưa tiếng bằng số đà pha nước mắt chén trổ năm xưa cách nhau tình bạc hồ. Mệt không? Mệt không? Dạ mệt. Mệt đúng không? Trời ơi, cái làng hơi quá trời mà ca kiểu này làm sao mà không mệt cho được. Nhưng mà quá hay phải không quý vị? Quá hay. Dạ, mời ban giám khảo cho biết ý kiến của mình ạ. Nó còn đang ngàn ngàn ở đây nè. Trời ơi, thần thái vô cùng luôn. Hay quá hay luôn. Không biết cô Dự Hiền mà coi, cô sẽ thương và cô sẽ không cầm được nước mắt đâu. Giống quá luôn. Tuyệt vời. Từng chữ, nhưng mà có cái chữ này nè mà em nhấn một chút xíu nữa thì tuyệt vời. À, giết kẻ thù chứ giết bạn. Cổ chỉ nhấn cái chữ bạn. Giết bạn đành. Đó. Đó. Em ngân câu 2, dứt câu 2 rất là hay, rất là giống. Dạ, nhưng mà cái chữ bạn đó em nhấn một chút xíu nữa thì thôi, tuyệt vời nữa, càng hay hơn nữa. Chị Mỹ nói thật, chị cũng là người thần tượng cô Dự Hiền mấy chục năm nay. Nhưng hôm nay là em là người đầu tiên chị Mỹ thấy em giống cô Diệu Hiền nhiều nhất. Chị Mỹ, chúc mừng em. Bình An. Cảm ơn chị Mỹ. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thoại Mỹ. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Bình An. Dạ. Đi hát rất là thường đúng không? Dạ. Nhưng mà em chưa có được dịp để cơ hội được đứng trên những cái sân khấu game như thế này. Dạ, em mới đứng lần đầu. Muốn đứng lần đầu thôi. Chị nghĩ rằng là sau khi cái nghệ sĩ thần tượng, khán giả sẽ biết em nhiều nhiều hơn nữa. Dạ, cảm ơn chị. Cái gì mà tinh túy, những cái gì mà em yêu mến, những cái gì mà em thần tượng, em đã trút hết cho khán giả xem rồi. Và em phải nói thật là chắc nhịp. Bắt đầu từ câu 2 mà xuống hò, nếu mà gặp người khác nó sẽ bị rớt nhịp nên. Mà em kéo nhịp rất là hay luôn. Tuyệt vời lắm Bình An ơi. Dạ, cảm ơn chị Hằng. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Cho tôi hỏi, cái bài hát này lấy tiền được bao nhiêu rồi? Dạ chút đỉnh. Bài này là phải đi show hát rất nhiều lần rồi, đúng không? Dạ em cũng thỉnh thoảng hát thôi, chứ bài này em không có ít hát lắm. Mà ông xã em nói em hát rất giống, em gắng học bài này để đầu em mới tâm huyết cái bài này. Em hai cái phần trước á là em đã giống rồi. Cái này em giống đến 95%. Nhưng mà ở đây á, cái lực của em quá khỏe luôn. Và cái người mà khỏe đó, người ta ca đó, người ta có thể là người ta tống hết hơi người ta ra, người ta không biết kiềm chế lại. Còn em á, em khỏe nhưng mà chỉ cần góp ý em cái thôi là em biết kiềm chế cái giọng em lại. Nó vừa đủ. Đây là một cái lợi thế rất lớn cho em. Và anh cũng cảm ơn chồng em, anh Thái Điền đã đưa em lên đây để em có thể thể hiện một cái nhân vật mà em thần tượng. Xin cảm ơn anh Thái Điền nha, anh Thái Điền ơi. Dạ kỳ này anh rớt cái vợ anh rồi đó. Rớt cái vợ anh rồi đó. Nhưng mà anh tiếc là nếu như bài này mình để vô sâu một chút nữa. Dạ. Dạ. Mình phô ra hết trơn cái giống nhất của cô Dự Hiền trong những cái phần đầu, nó uổng quá. Giám khảo yên tâm, tại em nghĩ rằng là với cái kho vai diễn của cô Dự Hiền ấy, thì còn rất là nhiều những cái vai đặc biệt của cổ để khán giả ghi nhớ. Và với vai chẳng hạn như là vai Nhụy Kiều Tướng Quân nè, hoặc là vai Bùi Thị Xuân, hoặc là cô Dự Hiền có hát một cái bài mà em thấy rất là thích là cái bài Vua Trụ Thiêu Mình đó. Đó, và những cái vai diễn đó, những cái bài đó, cô còn một cái đặc điểm mà Đại Nghĩa nhận ra là cô hay lồng cái tiếng cười của mình vào á. Cái tiếng cười đầy cái sự đau khổ, sự chua chát và sự cay đắng. Và nó cũng là một trong những cái dấu ấn đặc biệt của nghệ sĩ Diệu Hiền trên sân khấu. Và mong rằng khi Bình An vào những vòng trong sẽ tiếp tục thể hiện được những cái vai diễn đó, những cái thần thái của cô Diệu Hiền qua những cái vai diễn kinh điển của cô. Chúc Bình An sẽ gặp nhiều may mắn ở những phần thi tiếp theo nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn ban giám khảo. Sương đã dâng mờ lên cửa ai
chốn vui mộng đẹp giữa chiều nay. Từ nơi đây về biên cương, nhớ ai gửi đôi lời thăm cầu mong được bình an. Ôi mối tình cô đơn từng ngày thương ngày nhớ. Đang từ bên cánh sông, ta là trai chiến cương với bao mối ân tình ngại ngùng không nói nên câu. Có phải Ai Bình Cơ không? Ai Bình Cơ? Ai Bình Cơ? Yên lặng. Ai Bình Cơ? Tôi là tên tội đồ của Mông Kha Đại Hạn, đã ngập ngừng khi dục gió biên cương. Tôi quay lại đây để liều lĩnh gặp công nương, để tạ ơn cứu tự và nói lời ly biệt. Thôi yên đừng lặng. Nói gì ra hết, những lời chàng sắp nói em đã biết, thì xin chàng đừng dối nói hết lời tim. Thưa công nương, còn lời biết đi ở đây, tình yêu và hận thù phải xa nhau rồi. Ai bình cờ muốn nói tiếng yêu thương được khi ly biệt nàng công nương đợi thăm cung. Thôi tôi rất sợ lại có kẻ ra đi nói với người ở lại để vui chung một tình yêu ngày dài xuống. Tình yêu tôi như nước chảy qua cầu, không tha thiết mà mơ hồ như ảo, không quan hờn, không tuổi sơ giao. Tình tôi là mây trời, là khói biển, là nắng và hoàng hôn. Nó không ai không mắng mà buồn mà hai kẻ thù nghịch. Tôi sẽ nói tiếng yêu khi hận thù xưa bồi xóa. Yên lặng, yên lặng. Thôi người ra đi đừng tỏ lòng thương hại cho kẻ ở lại cũng một tâm hồn tuyệt vọng đang kết vô tình trong khoe mắt thương đau. Và kể từ đêm nay người bước lên yên về cô quân nhẹ hoài hồn trong gió vui đường xa, thì đừng nhớ chỉ đến một hình ảnh như mơ đang tan mờ trong. Hình bóng tựa thành trong
trời đi đón gió muôn phương, còn tôi ấm ủ tình thương trọn đời. Yên lên quân, hãy mau dây và lục pháp bắt ra được ai bình cơ hoàng thượng. Yên lên, chẳng hãy mau rời khỏi nơi đây ngay đi. Đi đi, đi đi mà. Không, đi đi, chẳng hãy đi đi. Không, chẳng phải đi đi mà. Đi đi. Yên lên. Yên lên. Dạ. Sao con lại lên lục pháp kia? Để tên trộm chuồn thoát. Tại sao, tại sao lại bao che cho một tên trộm? Không không, đừng phụ hoàng ơi. Phụ hoàng ơi, nếu ai bình cơ là một tên ăn trộm thì chính con đây là thủ phạm đã hiến dâng cho tên trộm trái tim mình. Chàng đã trao cho con cả tấm thiên tình, con yêu ai bình thơ bằng tình yêu tha thiết, mong biến hận thù địch quốc thành quả hiếu lân bang. Nếu không bằng lòng thì phụ vương hãy giết con đi, mà tha cho chàng được trở về cô quân, về chính tại nơi con mà chàng dừng bước, đẩy trút cạn niềm tin rồi vinh hiện lên đường. Phụ vương ơi, chiều hôm nay khi chàng rời khỏi dương quốc là sẽ không bao giờ tái ngộ, có gặp nhau chẳng chỉ là trong giấc mơ vối lừa, oán hận đè trời mau chạy thay phơi. Yên lặng. Ai bình cơ? Ai bình cơ? Sương đã dâng mờ bình cơ, chốn vui mộng đẹp giữa chiều xuân. Đi đi đừng nói lời thương hại, tao ngộ chờ trong giấc ngủ dài. Yên lặng. Nhớ ai nhắn đôi lời từ nơi đây về biển cương, nhớ ai gửi tâm tình thâm cầu mong được bình an. Ôi mối tình cô đơn từng ngày thương ngày nhớ. Đàn thừa bên cánh sông, ta là trai diễm binh với bao mối thâm tình ngày cùng không nói nên câu. Ai bình cơ? Yên lặng. Ai bình cơ? Yên lặng. Ai bình cơ? Xin chúc mừng chị Phương Huệ đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ, cảm ơn anh Tô Châu đã hỗ trợ cho chị Phương Huệ trong cái phần thi vừa rồi. Dạ, cho em hỏi thăm chút xíu là anh với chị tập với nhau cái tiết mục này mình có tốn nhiều thời gian không anh Châu? Tô Châu kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Nói chung là anh em cũng cũng kẹt chạy show lắm, nhưng mà nghe cái chương trình này thì cũng tập được buổi. Cũng tập được buổi. Buổi tập và buổi duyệt. Dạ. Cái thời gian tập như vậy là không nhiều đúng không anh? Vậy thì với cá nhân riêng anh Châu nha, khi anh Châu diễn cùng với chị Huệ và nghe chị hát á, thì anh có thấy rằng là cái nét diễn này và cái giọng hát này giống với nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ không ạ? Riêng của tôi Châu nhận xét thì thấy Phương Huệ hát giống chị Huệ, mà giống một cách tự nhiên. Nên mình thấy Huệ là có cũng cỡ là 85% giống chị Huệ à. Dạ, 85% lận anh. 85%. Anh mà ngồi vị trí ban giám khảo là chị vô chung kết chắc.
Dạ một lần nữa cảm ơn anh Tô Châu rất là nhiều. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn ạ. Rồi bây giờ chị em mình ở đây nha. Em sẽ mời ban giám khảo. Em mời chị Thanh Hằng nhận xét về tiết mục vừa rồi của chị Phương Huệ. Chào Phương Huệ. Chào chị. Hôm nay theo như chị thấy thì nghe cái giọng của em cũng khỏe lắm. Những cái cất giọng đầu tiên là chị nghe tiếng giọng của em là giọng của Phương Huệ, chứ chị chưa nghe giọng của chị Thanh Kim Huệ. Dạ. Nhưng mà em vẫn còn mang máng khi cái câu giọng cổ sau của em đó, em mới ráng cố gắng để cho ngôn ngữ sự là gọi là chính xác giống chị Thanh Kim Huệ nhiều. Và dạ, có những cái chữ thoáng qua em vẫn còn giữ được cái nét của chị Thanh Kim Huệ. Dạ. Và em cả đã thể hiện cùng với anh Tô Châu một cái trích đoạn rất là dễ thương, rất là vừa tầm để xem. Mong rằng là em sẽ được bước vào vòng trong nữa để em sẽ thể hiện những cái vai diễn của chị Thanh Kim Huệ nha. Chị cảm ơn Phương Huệ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Như chị Thanh Hằng nói thì Thoại Mỹ thấy đúng đó. Nhưng mà không sao, tại vì cái vở này á, cô Huệ không có hát video, cho nên là chỉ có audio thôi. Thì đôi khi là người ta không có được xem nhiều. Đó thì cũng châm chế được cho chị, cũng biết tự tin lấy lại cái phong độ và lấy lại những cái gì mà thần tượng mình có. Cảm ơn chị, chúc mừng chị. Cảm ơn Mỹ. Dạ, cảm ơn chị Thoại Mỹ. Dạ, mời anh Long. Từ nãy giờ là Huệ ca cái gì Long cũng thấy tốt, nhưng đó là Phương Huệ hát. Chị tên Phương Huệ hát không cần phải dùng sức, mà cái điều đó Long đã nói với Huệ ở dòng đầu, dòng trước rồi. Dạ. Chúng ta phải nhớ một cái điều là thần tượng của chúng ta hát là chúng ta phải biết là cái người thần tượng của mình là họ hát bằng cái gì, cách ca của họ như thế nào, để mình lấy cái đó mình áp dụng vào cái bài của mình dự thi. Phương Huệ đã cho khán giả thấy được cái khả năng rất là tốt của Phương Huệ, đó là giọng hát của Phương Huệ nó có một cái gì đó âm hưởng của chị Thanh Huệ và nó có cái sự nghe là cuốn hút cái người nghe. Nhưng mà để tiếp tục bước vào vòng trong hay không đó thì chúng ta phải chờ để xem coi số điểm mà ban giám khảo dành cho Phương Huệ như thế nào nha. Dạ cảm ơn. Dạ xin cảm ơn ban giám khảo. Dạ mong rằng chị giữ gìn sức khỏe nghe. Cảm ơn chị nhiều. Dạ em mời chị vào trong nghỉ ngơi. Đèn treo bên bắc gió rất ngọn đèn vàng, ai về Mỹ thủng tiền giang, có thương nhớ gà hò. Có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa. Bắc Mỹ thuận một chiều buồn tay tay, nước tràn gian rào rạc cháy âm thầm. Bên cạnh hàng cơm quay dạo lên tiếng lục quyền cầm, trong một buổi chiều lặng gió ao não tiếng tơ đồng như quán như than. Trước mặt anh một nón lá rất bông, bên cạnh anh một chiếc nốt tả tơi. Anh lơ đãng dạo đàn mà trên hố mắt sâu như chôn chặt một nỗi sầu dĩ dàng. Thank you.
bài khóc bạn dòng thay luôn như tiếng nhạc kêu buồn. Khách bao hành bận khoăn dừng gót khi nghe anh cất dòng ca rằng: nhạc ơi anh ra thân tàn quay, em thì về làm vợ người sang. Đời em sống dưới bát vàng, còn anh làm cá đánh đàn ăn xin. Anh đi biệt dạng biệt hình, hết ân hết ai hết tình hết duyên. Trăng mưa chiều bóng dưng đổ hộp, mây xám trôi về khắp não không gian. Với cõi bàn thưa người nhạc sĩ vô danh, đang co ro trong manh áo rách, tay ôm chặt chiếc đàn xuân vô, cầm gậy dò đường tìm chỗ tránh mưa. Bến đò chiều u dột như mưa, sóng Mỹ thùng lục bình trôi mang mát. Cách bộ hành bốn phương đà quay gót, mà hồn cũng vẫn băng quần nhớ thiết những dư âm của chiếc lục quyền cầm. Chúc mừng anh Văn Mạnh đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến từ phía ban giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Anh Mạnh ơi, Thoại Mỹ vẫn nói với anh Mạnh là hơi anh Mạnh đẹp, ca tốt, nhịp nhàng cũng chắc lắm. Cái cách ca của anh, cái cách xử lý của anh có đôi chỗ á, em thấy được là chú Thanh Sang có ca như vậy. Nhưng mà để cho phải mà thần tượng, để mà cho anh hóa thân để trong cái chương trình này đúng chủ đề, thì thật sự là Mỹ không có thấy nhiều được anh. Nếu như mà anh được bước vào vòng trong đi tiếp nữa đó, thì Thoại Mỹ cần anh nghe nhiều hơn về chú Thanh Sang để anh mới thể cảm nhận được. Với cái chất giọng anh đang có sẵn rồi thì em nghĩ là anh cố gắng một chút xíu thì nó sẽ cũng không khó gì cho anh đâu. Dạ. Nha. Dạ. Cảm ơn những lời nhắn gửi từ giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Muốn ca giống cái người thần tượng mình nó rất là khó, đúng không em? Đó, rất là khó lắm, không ai dễ đâu. Mà các em đã có một cái tâm huyết để đến với nghệ sĩ thần tượng để ca cho khán giả, cho ban giám khảo nghe, để cho biết rằng là tôi rất thần tượng người nghệ sĩ tài ba đó. Cho nên tôi ráng cố gắng, em đã cố gắng hết sức mình. Tại vì trong cái câu giọng cổ mà cái cách em ca đó, có những cái em nhả nhịp, nhả chữ cũng có những cái giống chú Thanh Sang lắm. Nhưng mà trời không ban cho em có một cái chất, cái âm giọng giống chú Thanh Sang. Cho nên là nếu mà em cố gắng cách mấy gì nữa thì nó cũng sẽ không có giống nhiều hơn nữa. Mà em chỉ giống cái cách nhả chữ và cái cách sắp nhịp thôi. Vì anh Mạnh thần tượng một cái người mà không dễ bắt chước được. Long mong rằng đối với nghệ sĩ thần tượng, anh Mạnh đã được trải qua với một cái sân khấu hoành tráng như thế này, với một cái tâm thế là anh là một người thờ hồ, ái mộ một thần tượng, một tượng đài của sân khấu cải lương, đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Thì Kim Thanh Long mong rằng anh sẽ giữ cái niềm đam mê đó và cố gắng làm sao mà mình sẽ đi thi nhiều cuộc thi nữa để cho cái tên Văn Mạnh sẽ được lan tỏa và anh sẽ được nhiều khán giả yêu thương anh hơn. Long chỉ biết chúc mừng anh như vậy thôi. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời nói, những lời góp ý, những lời chia sẻ từ phía ban giám khảo. Và cảm ơn anh Mạnh nha. Xin chào anh.
giọt máu rơi rơi vào lòng đất mẹ. Lê Minh ơi, người có lành nắng không, đi về đâu khi người đang mang thương tích, chỉ còn mọi người còn xéo gọi ơi.
Vừa rồi là trích đoạn trong vở Nghì Kiều Tướng Quân với phần dự thi của thí sinh Bình An. Khi mà chị tập cái trích đoạn này, như chị cũng biết là nghệ sĩ Diệu Hiền với một cái giọng rất là vang, rất là khỏe. Và điều đặc biệt là khi cô diễn những cái vai đào võ là cô hay đưa những cái tràng cười ngạo nghễ của mình vào, và trong cái tiếng cười dường như có tiếng khóc. Thì khi chị tập cái tiếng cười trong cái phần ca diễn của mình đó, chị có thấy khó không chị Bình An? Dạ rất khó. Rất khó. Tại vì cô Diệu Hiền cười đó, là cười không phải là dùng hết cái nội lực, cái hơi của cô cười khà khà khà, nó khó rất, nó khó lắm. Em tập rất là nhiều lần, dữ lắm nên mới được vậy. Dạ, yeah. Ý kiến từ các vị giám khảo như thế nào ạ? Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Cười vậy chứ mà vẫn còn nổi gai ốc nữa nè. Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi, sao mà giống lắm, giống lắm. Cô Diệu Hiền là vui dữ lắm luôn á nha. Dạ. Giống từ thần thái, từ bước đi, từ cái... Nói chung là sao mà bắt chước hay dữ vậy? Dạ, ở nhà cũng anh Quốc, anh kêu chị em mở lên những cái gì của cô Diệu Hiền á. Em nhà em ráng tập luyện, nên mỗi ngày em cũng tập cho nó quen cái điệu bộ. Rồi tự tin nữa. Dạ. Cầm cái kiếm lộ một cái nhưng mà vẫn bình tĩnh quay trở lại mà nhịp nhàng, vô tư, không có sợ cái gì hết trơn á. Hát kêu bằng là... có bao nhiêu là đem ra hết á. Chị nói thật với em á, là khi mà cái tiết mục của em, chị không biết là chị rợn cái óc không biết là bao nhiêu lần. Có đôi lúc chị muốn bật khóc luôn á. Em đã lấy hết luôn, lấy hết những cái gì tinh túy của cô Diệu Hiền rồi. Không biết nói gì hơn, chúc mừng Bình An. Dạ cảm ơn. Cứ thế mà đi 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 nha cưng. Dạ. Phát huy thêm nha cưng nha. Phải giữ phong độ càng ngày càng tốt, vững vàng lên nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Cảm ơn trời đã ban cho em, đã cho em có một cái vốn dĩ sẵn là em đã có một cái lực ca như thế này. Và em chọn cái người nghệ sĩ thần tượng nó cũng coi như là chính xác, không có sai một mảy may. Mình nói bây giờ mà kiếm một cái giọng ca mà đi chốc dốc lên ca mà quảng cao lên mà đi lên chữ tướng. Nghe chữ tướng của em, chữ dấu sắc thôi mà em còn nhóng lên chút xíu nữa. Chữ tướng cô Diệu Hiền của lên xong cô có ẹo xuống chút chị nha. Đó. Tướng. Như muốn nghe nữa quá à. Là em xuất sắc, quá xuất sắc. Yeah. Cảm ơn chị. Đó là lời nhận xét từ giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Khen thì phải khen, nhưng mà có những cái mình cần phải góp ý. Lúc mà Bình An bước ra, trời, tôi nói là dáng điệu của nghệ sĩ Diệu Hiền. Đi nghênh ngang tướng đàn ông chứ không phải tướng đào hát. Bạn diễn đó, cái tay của bạn nó giống như là cô Diệu Hiền lắm. Y chang, gật gật cái tay. Mà em có biết là tại sao cô Diệu Hiền cổ diễn cái tay vậy không? Cô Diệu Hiền diễn võ, diễn tướng, diễn không cái tay không ạ? Cổ diễn như vậy là vì cổ có một cái tai nạn. Tai nạn. Là cổ bị phỏng, dạ. Bị lửa. Cho nên là ngón tay của cổ không có khép lại được. Vì vậy cho nên là khi mà cổ diễn dây đào á, nó bị thất hơn là cổ diễn dây võ tướng. Khi diễn giai điệu tướng có đưa ra là đưa như vậy không? Thành thử ra khi mà em ra em diễn là anh thấy đúng là em có quan sát cô Diệu Hiền về cái bàn tay của cổ. Bàn tay của cổ đưa ra là một bàn tay võ tướng chứ không phải bàn tay đào. Đó là cái ưu điểm lớn nhất của cô. Và cái nữa là khi mà cô ca đó, cái tiếng sét của cổ á, cái dấu sắc của cổ nó bén như là dầu lam vậy đó. Nó bén cực kỳ. Anh chỉ nói với em là tất cả những cái nội lực của em đều tốt hết. Chỉ có một đoạn mà anh cần phải góp ý với em á, yeah. Đó là em phải nghe kỹ cái đoạn diễn của cô Diệu Hiền. Từ cái ba cái lại đó, cái đầu thì tốt, nhưng cái lại thứ nhì đó em nghe kỹ cô Diệu Hiền. Cô phân ra lại với nước non khác, mà lại với tình anh em. Trong cái nức và cái khóc của cổ nghe là tự nhiên mình cảm liền. Mà tại sao cổ làm được như vậy em biết không? Vì nhịp cô Diệu Hiền quá chắc. Cổ đã buông hết tất cả những cái câu đầu á, đưa lên nhịp dồn lên phía trên. Để khi mà đến cái đoạn mà cổ lại đó, thay vì nãy em dành có 8 nhịp để em thể hiện hai cái lại đó, thì cô Diệu Hiền cổ dành ít nhất là 10 nhịp để cổ diễn tả cái nội tâm, cười. Rồi cái cười của cổ cho đã để cổ xuống sề. Đó là cái mà cái người nghệ sĩ khi người ta đã cứng nhịp rồi đó, người ta có thể người ta thả hồn vào trong cái bài ca và người ta diễn cho nó đã, nhịp không quan trọng nữa. Còn mình canh theo nhịp, nhịp độ trường canh của em hồi nãy là em ca đúng khuôn. Vì vậy cho nên là cái chỗ đó nó chưa có lấy được nước mắt
chưa lấy được cái cảm của một cái dũng tướng khi mà lại cái người anh của mình. Đó, chỉ như đó thôi. Nhưng hôm nay em đã làm quá tuyệt vời rồi, Bình An ơi. Anh không ngờ em diễn được như vậy đó. Hôm nay em diễn được như vậy là quá tuyệt vời. Với lại cái lực của mình khi mà bận bộ giáp này đó, anh nói thật với em á, người thường thử lên bật coi, nặng. Nói còn không ra hơi chứ đừng nói chi hát. Hồi nãy gột lên là em tưởng em ra không nổi luôn. Anh nói cho em biết á, đã có một lần đó, anh là diễn tuồng cổ á, là từ hồi lúc mà anh có 19-20 tuổi thôi, mà anh bận một bộ giáp bắt. Anh bận ở đó, anh xiết cái đầu đó, anh vừa ra anh quay trong vòng khoảng chừng nhiều lắm là 15 phút ta, là anh cỡ ra anh ói ào ào anh ói, là em biết là cái bộ đồ nó nặng cỡ nào mà nó xiết cái đầu. Thì em là một người phụ nữ bước lên sân khấu em hát mà em bận vậy là quá tuyệt vời rồi. Em cũng mới bận cái đầu lần đầu tiên. Lần đầu tiên đúng không? Cuộc đời không? Đúng là nếu như ai đã từng có cơ hội đứng trên sân khấu với những cái bộ giáp trụ như thế này thì mình mới hiểu cái nỗi vất vả của người nghệ sĩ, và đặc biệt là với những người phụ nữ giáp trụ nặng nề công kênh mà phải ca phải diễn, nó là một cái điều không dễ một chút nào cả. Và ngày hôm nay chị Bình An đã làm rất tốt và nhận được những lời khen tặng từ ban giám khảo. Chúc mừng chị Bình An nha. Em xin cảm ơn.